vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 21. Hắn đột nhiên nghĩ đến, lúc Trương Sư Huynh gọi điện thoại cho hắn, câu nói cuối cùng là, cúp đây a, cúp máy, Tống Khánh Bằng muốn cho mình một cái tát. Vì 10 phút, chôn vùi cả đời. Quá uổng phí rồi, xe dừng lại trước cửa làng trong thành, Tống Khánh Bằng sau khi trả tiền, vội vàng xuống xe. Hắn trở lại rồi, trong bóng tối, Ninh Tử Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Khánh Bằng, không có hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Lãng chú ý tới, xa xa có đèn xe bật sáng, xe Tống Thu cũng tới gần, nhưng, còn ở xa xa liền dừng lại, Sở Trần đẩy cửa xuống xe. Tống Khánh Bằng cũng không biết những thứ này, hắn chỉ muốn trở về chịu tội. Một đường cơ hồ là chạy bộ đi về phía tòa nhà dân cư 5 tầng kia, đến tầng 1, mới dừng lại thở hồng hộc, phát hiện cửa khóa trái, Tống Khánh Bằng suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Tiểu tử ngươi nửa đêm không ngủ, gọi điện thoại cho ta làm gì? Trương Sư Huynh trong lòng đối với Tống Khánh Bằng vẫn có chút oán niệm, dựa vào cái gì hắn có thể đi ra ngoài chơi đùa, mỹ nữ trong lòng, Vu Tân trưởng lão còn không trách tội, sớm biết mình nên cùng Tống Khánh Bằng đi ra ngoài. Nghe thấy giọng điệu không tốt của Trương Sư Huynh, Tống Khánh Bằng càng thêm khẳng định suy đoán của mình, cơ hồ là vẻ mặt buồn bã mở miệng, Trương Sư Huynh, tôi biết sai rồi, tôi không nên ham hưởng thụ nhất thời, lỡ đại sự, tôi trở về rồi. Cái gì, thanh âm Trương Sư Huynh đột nhiên lớn lên, Tống Khánh Bằng trực tiếp quỳ ở cửa, Trương Sư Huynh, tôi quỳ ở cửa nhận sai, xin Trương Sư Huynh tha thứ. Trương Sư Huynh đột nhiên nhảy dựng lên trên giường. Hổn hển nói, ngươi sao lại trở về? Không phải tôi đã nói rõ ràng sao? Trưởng lão bảo ngươi ngày mai trở về. Tống Khánh Bằng sắp khóc, đến lúc này, Trương Sư Huynh còn nói ngược lại với hắn, thái độ của Tống Khánh Bằng thành khẩn, Trương Sư Huynh, tôi hiểu ý của trưởng lão, cho nên, tôi trở về chịu đòn nhận tội, tôi thề sau này sẽ không bao giờ nữa. Ngươi hiểu cái rắm, Trương Sư Huynh chửi ầm lên, mẹ nó ngươi gây họa lớn rồi. Ngươi lập tức rời khỏi căn nhà này, nhanh lên. Tống Khánh Bằng cả người đều run rẩy. Quả nhiên mình hiểu sai ý tứ trưởng lão, hiện tại trưởng lão tức giận rồi. Nhưng mà mình vừa đi, chỉ sợ một giây sau, chính là độc cổ công tâm rồi. Tống Khánh Bằng quỳ vững vàng, hơn nữa lớn tiếng mở miệng, trưởng lão, tôi biết sai rồi, xin trưởng lão trách phạt. Trương Sư Huynh trợn tròn mắt, đây rốt cuộc là người gì? Nghe không hiểu tiếng người sao? Trương Sư Huynh không nói nhảm với Tống Khánh Bằng. Nhanh chóng đẩy cửa đi ra ngoài, hơn nữa gõ cửa phòng Vu Tân. Trương Sư Huynh họ Trương tên Tứ. Vào đi, Vu Tân ngữ khí bất mãn nhìn chằm chằm Trương Tứ, có việc gì không? Vu Tân đêm nay tâm tình không tệ, giờ phút này đang tu luyện, thời điểm vừa mới có cảm ngộ, bị Trương Tứ xông vào, cắt đứt. Loại cảm giác này, giống như sắp mây mưa, nữ sinh đột nhiên nói một câu, mẹ em trở về rồi. Vu Tân vẻ mặt khó chịu nhìn Trương Tứ. Trương Tứ vẻ mặt bối rối, trưởng lão, tiểu tử Tống Khánh Bằng kia đã trở về rồi. Trời sáng rồi sao, Vu Tân sửng sốt một chút, chợt phục hồi tinh thần, trừng mắt nhìn Trương Tứ, ngươi nói cái gì? Trương Tứ vẻ mặt buồn bã, hắn đã trở về, ở dưới lầu, còn quỳ, nói phải chịu đòn nhận tội, nói cái gì sâu sắc nhận thức sai lầm của mình, xin trưởng lão tha thứ. Vu Tân sắp tức giận, sắc mặt biến ảo. Hận không thể lập tức thúc giục độc cổ làm cho Tống Khánh Bằng rốt cuộc đứng không nổi. Quan sát bốn phía có ai theo dõi Tống Khánh Bằng hay không, còn nữa, để cho hắn lập tức vào. Vu Tân phẫn nộ, hét lớn một tiếng, hắn tuy rằng rất muốn giết chết Tống Khánh Bằng, nhưng lúc này lý trí nói cho hắn biết, trước tiên để Tống Khánh Bằng tiến vào mới là cách tốt nhất. Chỉ mong không ai theo dõi hắn tới đây, nếu không ta giết chết hắn. Vu Tân nghiến răng nghiến lợi. Cửa lớn tầng 1 của khu dân cư 5 tầng mở ra, Tống Khánh Bằng ngẩng đầu, thần sắc toát ra kinh hỉ, Trương Sư Huynh, trưởng lão tha thứ cho tôi rồi sao? Vào giờ khắc này, Tống Khánh Bằng vì sự nhanh trí của mình mà khen ngợi, may mắn tiến vào thời gian hiền giả, đầu óc tỉnh táo lại, mới nghĩ đến ý tử thật sự của Vu Tân trưởng lão, nếu không, hắn chỉ sợ là ngày mai không thấy được mặt trời. Còn không cút vào, Trương Tứ lãnh quát một tiếng, Tống Khánh Bằng liên tục bò vào, Trương Tứ còn đi ra cửa. Nhìn thoáng qua xung quanh, mới lui trở về. Tầng 2, trưởng lão, tôi đã phân phó huynh đệ gần đây, bảo cho bọn họ lưu ý có người tới gần nơi này hay không. Trương Tứ nói, tạm thời không có trả lời, đại diện cho không có tình huống đặc thù. Vu Tân khuôn mặt âm trầm gật đầu, ánh mắt nhìn Tống Khánh Bằng. Tống Khánh Bằng lập tức hiểu, quỳ gối trên mặt đất, tôi sai rồi. Vu Tân tức giận đến run rẩy,
giơ tay hung hăng tát Tống Khánh Bằng một cái. Tống Khánh Bằng ngã xuống đất, khóe miệng đều tràn ra vết máu, nhưng mà, giờ phút này Tống Khánh Bằng càng thêm vui mừng, trưởng lão ra tay giáo huấn hắn, điều này đại diện cho, ý của trưởng lão là, tội chết có thể miễn, tội chết khó tha. Một cái tát này đáng giá, ném cho Tống Khánh Bằng một thanh chủy thủ, nói, nếu như có biến cố ngoài ý muốn, người phải phụ trách khống chế lão già này. Tống Khánh Bằng sửng sốt, phản xạ có điều kiện gật gật đầu. Phu Tân đứng lên, xoay người lên lầu, đi tới cửa một gian phòng ở tầng 3, dựng thẳng tai lắng nghe một hồi, cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, lập tức xoay người trở về phòng. Trương Tứ ở tầng 2 chờ đợi một lát, cũng không đợi được động tĩnh gì, cuối cùng hung hăng trừng mắt Tống Khánh Bằng một cái, tiểu tử ngươi đêm nay suýt nữa gây họa lớn, biết không? Tống Khánh Bằng vội vàng gật đầu, tôi biết, tôi hiểu, cảm ơn Trương Sư Huynh gọi điện thoại nhắc nhở, về sau tôi nhất định sẽ báo đáp ân tình của Trương Sư Huynh. Trương Tứ cảm giác mình và Tống Khánh Bằng không phải là người cùng vị diện. Hắn hoàn toàn không biết Tống Khánh Bằng đang suy nghĩ cái gì. Mà thôi, Trương Tứ xoay người trở về phòng ngủ. Đêm khuya, không ai biết, ở tầng cao nhất của tòa dân cư 5 tầng, bên cạnh tòa nhà dân cư, có một bóng dáng, giống như một con én, nhảy lên, nhẹ nhàng không tiếng động, vững vàng rơi vào nóc nhà tòa nhà dân cư 5 tầng này. Lặng lẽ không phát ra hơi thở. Bóng đen này chính là Sở Trần. Tuy rằng Ninh Tử Mặc nhiều lần chủ động xin đi cùng, muốn đi thăm dò hư thực của tòa nhà dân cư 5 tầng này, nhưng Sở Trần cự tuyệt. Anh lo lắng Ninh Tử Mặc khi nhìn thấy Dương Tiểu Cẩn sẽ mất khống chế, nếu đối phương dùng Dương Tiểu Cẩn đến áp chế Ninh Tử Mặc nhất định sẽ rối loạn lòng người. Huống chi, Ninh Tử Mặc không hiểu thuật kỳ môn, một tòa nhà dân cư này đều phân bố độc vật của Vu Thần Môn, Ninh Tử Mặc chưa chắc có thể lặng yên không phát ra hơi thở, không kinh động bất luận kẻ nào tới nơi này. Thân ảnh Sở Trần nhẹ nhàng, đột nhiên đi tới tầng 4. Tầng 4 có mấy gian phòng, là đệ tử Vu Thần Môn ngủ ở bên trong, Sở Trần cũng không có đi quấy rầy. Thời điểm đi tới tầng 3, Sở Trần lập tức liền nhận ra hơi thở quen thuộc. Hóa ra đó là hắn. Tầm mắt Sở Trần nhẹ nhàng híp lại, khó trách người của Vu Thần Môn cẩn thận đến mức này. Sở Trần nhận thấy được hơi thở của Vu Tân. Vu Tân vừa mới bại trong tay anh, xa xa trốn anh cũng là bình thường. Rất nhanh, Sở Trần từ một gian phòng khác phát hiện Dương Tiểu Cẩn đang ngủ say. Trong lòng Sở Trần cũng buông lỏng, tình huống của Dương Tiểu Cẩn không khác gì lần đầu tiên anh gặp Dương Tiểu Cẩn, cô cũng không bị tổn thương. Khi thân ảnh Sở Trần xuất hiện ở đầu cầu thang tầng 2, tầm mắt lạnh như băng vài phần. Anh nhìn thấy già chồng già bị trói, hai vợ chồng già này cuộn mình ở góc tường, căn bản không có ngủ, thần sắc tràn ngập sợ hãi. Trên sofa cách đó không xa trước mặt vợ chồng già, âm thanh ngáy của Tống Khánh Bằng truyền ra. Tình huống cả căn nhà Sở Trần rất nhanh đã tìm hiểu rõ ràng. Không có cao thủ tiên thiên, Sở Trần gửi tin nhắn cho Ninh Tù Mặc, đeo túi hương của Tiêu Tiểu Thư, trong vòng 3 phút, khống chế xong tầng 2 của căn nhà này, để Tiêu Tiểu Thư tránh trước. Tin tức Sở Trần sau khi phát ra, lập tức liền nhận được Ninh Tử Mặc trả lời, được. Thân ảnh Sở Trần lặng yên trở lại tầng 3, đẩy cửa tiến vào phòng Dương Tiểu Cẩn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, một phút sau, một tiếng động lạ phát ra từ tầng 1 của ngôi nhà. Tầng 2, Tống Khánh Bằng đột nhiên bừng tỉnh, kinh hô một tiếng, chuyện gì xảy ra vậy? Không đợi Tống Khánh Bằng cầm lấy chùy thủ từ trên bàn trà lên, thân ảnh Ninh Tử Mặc đã xuất hiện ở cầu thang tầng 2. Sở Trần giao nhiệm vụ cho hắn, khống chế tầng 2. Hắn không che giấu tung tích của mình, thoải mái xông vào. Thực lực của võ giả tiên thiên, tự nhiên không phải những người Vu Thần Môn này có thể ngăn cản, huống hồ, có túi hương của Tiêu Lãng ở đây, độc vật của Vu Thần Môn cũng không có cơ hội đánh lén Ninh Tử Mặc. Ngươi là ai? Tống Khánh Bằng sắc mặt bối rối. Ninh Tử Mặc cũng nhìn thấy đôi vợ chồng già cuộn mình trong góc tường, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Khánh Bằng, xúc sinh không bằng đồ vật. Tống Khánh Bằng đột nhiên cắn răng, vung chủy thủ trong tay về Ninh Tử Mặc. Ánh mắt Ninh Tử Mặc hiện lên một tia khinh thường, trực tiếp đưa tay, bắt lấy chủy thủ, đồng thời một cước đá ra ngoài, thân thể Tống Khánh Bằng trực tiếp bay ra, đụng vào TV trong phòng khách, thống khổ kêu thảm thiết một tiếng, ầm ầm ngã trên mặt đất, TV cũng rơi xuống, đập lên người Tống Khánh Bằng. Ninh Tử Mặc không liếc mắt nhìn Tống Khánh Bằng một cái nữa, lập tức đi tới trước mặt vợ chồng già. Cởi dây thường trói chặt vợ chồng già, lão nhân ra, làm cho hai người kinh hãi rồi. Hai người già có loại cảm giác giống như nằm mơ, hôm nay đột nhiên bị một đám người xông vào trong phòng, trói bọn họ lại, ném ở một góc,
hai người già bọn họ đều bị dọa sợ không nhẹ, thậm chí có loại cảm giác, đám người hung thần ác sát này nói không chừng sẽ giết người diệt khẩu. Không nghĩ tới, hơn nửa đêm lại có người đến cứu bọn họ. Hai người già lập tức nói không ra lời. Ninh Tử Mặc đỡ hai người già ngồi xuống sofa. Lúc này, một trận thanh âm bước chân hỗn loạn truyền đến. Tầng 1 có người xông lên, tầng 3 có người xông xuống, cẩn thận. Ông già lo lắng, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều đang run rẩy. Lão nhân gia yên tâm đi, những người này chỉ dám khi dễ lão nhân, một cái có thể đánh cũng không có. Ninh Tử Mặc trấn an hai vị lão nhân, lập tức cất bước đi lên phía trước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không đợi những người của Vu Thần Môn này lấy ra độc vật đến dọa lão nhân ra, Ninh Tử Mặc quyết đoán ra tay. Không có chút dây dưa nào, ra tay quyết đoán tàn nhẫn. Một loạt người Vu Thần Môn theo tiếng ngã trên mặt đất. Tống Khánh Bằng đã sớm đứng lên, khuôn mặt mang theo sợ hãi nhìn bóng lưng Ninh Tử Mặc. Trong lúc bất chợt, ánh mắt Tống Khánh Bằng rơi vào trên người hai vị lão nhân, ánh mắt hiện lên một đạo hung ác. Tống Khánh Bằng chợt xông về phía hai vị lão nhân. Hô, Ninh Tử Mặc một quyền trúng một người Vu Thần Môn, thuận tay bắt lấy người Vu Thần Môn này, ném tới Tống Khánh Bằng, Trương Sư Huynh. Tống Khánh Bằng trừng to đôi mắt, hét lớn ra tiếng. Bang, hai thân ảnh hung hăng đụng vào nhau. Tống Khánh Bằng lại một lần nữa ngã xuống, lần này so với lần trước nặng hơn nhiều, Trương Tứ Trọng lượng vốn không nhẹ, hơn nữa cùng lực ném của Ninh Tử Mặc, Tống Khánh Bằng trong nháy mắt rơi xuống đất. Trên người vài chỗ truyền đến tiếng xương gãy. Tống Khánh Bằng cùng Trương Tứ đồng thời thống khổ kêu thảm thiết. Nửa hồi, Trương Tứ phục hồi tinh thần, đứng lên, không phải tôi gãy à. Trương Tứ liếc mắt nhìn phương hướng Ninh Tử Mặc, chân mềm nhũn, tôi gãy rồi. Trương Tứ ngã xuống đất, biểu tình so với Tống Khánh Bằng còn thống khổ kêu thảm thiết. Từ sự xuất hiện của Ninh Tử Mặc đến sự sụp đổ của Tống Khánh Bằng, chẳng qua chỉ là trong thời gian ngắn ngủi 3-5 phút. Võ giả còn đại thiên thiên. Làm đám đệ tử Vu Thần Môn này cảm thấy tuyệt vọng. Vu Tân đẩy cửa đi ra, hắn không đi xuống tầng 2, mà đi thẳng về phía một gian phòng. Khuôn mặt của hắn âm trầm, trong lòng hiểu đọc, người có thể tập kích nội y này vào ban đêm, chỉ có một người, Sở Trần. Tống Khánh Bằng quả nhiên vẫn dẫn Sở Trần tới. Vu Tân hận không thể hung hăng tát Tống Khánh Bằng mấy chục cái. Nếu ngày mai Tống Khánh Bằng trở về, tất cả đều ở trong kịch bản của mình, vậy thì tốt biết bao. Đồ chết tiệt, hư việc nhiều hơn là thành công. Vu Tân kết luận người ở tầng 2 chính là Sở Trần, một bên hạ lệnh cho người xuống tầng đối phó Sở Trần, một bên đi tới phòng Dương Tiểu Cẩn, trực tiếp đẩy cửa đi vào, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể dẫn người rời khỏi nơi này trước. Vu Tân nhìn không được mắng thêm một tiếng nữa, hắn không nắm chắc quá lớn có thể mang theo Dương Tiểu Cẩn chạy ra ngoài. Ánh sáng trong phòng được bật, Vu Tân lập tức ngây ngẩn cả người. Một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân trong nháy mắt dâng lên óc. Sở Trần, Vu Tân trong lòng kinh hãi, cơ hồ không có nửa chút do dự, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Hắn rất rõ ràng thực lực của Sở Trần, có Sở Trần ở trong phòng mà nói, hắn không có khả năng mang Dương Tiểu Cẩn đi. Tiểu Mặc, bắt lấy hắn. Lúc Sở Trần đi ra ngoài, thấy Vu Tân vọt xuống tầng 2, lúc này hô to một tiếng. Vu Tân ngẩng đầu nhìn lại, thấy một gã thanh niên đi tới về phía hắn. Lúc này hừ lạnh một tiếng, hắn đánh không lại yêu nghiệt Sở Trần này, chẳng lẽ còn đánh không lại một thanh niên tùy tiện đi ra. Vu Tân trực tiếp khống chế độc vật, từng con linh xà hướng Ninh Tử Mặc bay đi, còn chưa tới Ninh Tử Mặc trong vòng 3 mét, độc xà liền ngã trên mặt đất, nhao nhao lui về phía sau. Dĩ nhiên còn mang theo linh phù, Vu Tân cũng không sợ hãi, hắn đường đường là trưởng lão Vu Thần Môn, chỉ luận giá trị vũ lực, cũng tuyệt đối có thể nghiền ép thanh niên trước mắt này. Vu Tân tung hoành giới võ giả nhiều năm, thiên tài yêu nghiệt như Sở Trần, hắn chưa từng thấy qua. Vu Tân tự nhiên không tin, thanh niên trước mắt này, có thể có được sức chiến đấu ngang với Sở Trần. Thấy Ninh Tử Mặc đi tới, khuôn mặt Vu Tân hiện lên lạnh ý, hắn cũng nhận thấy, Sở Trần cũng không có đuổi theo, lúc này cười lạnh vung quyền. Sở Trần, ngươi sẽ vì sự khinh thường của ngươi trả giá thật lớn. Chỉ cần đánh bại thanh niên trước mắt này, lại khống chế được đôi vợ chồng già này. Vu Tân tin tưởng, hắn còn có cơ hội lật ngược thế cờ. Nếu không, cũng có thể kiên trì đến khi Vu Thanh trưởng lão đến. Một khi Vu Thanh trưởng lão đến, hắn còn cần kiêng kỵ Sở Trần. Trong lúc tốc độ ánh sáng này, Vu Tân đã cân nhắc đến sau khi Vu Thanh đánh bại Sở Trần, mình nên dùng loại độc chất nào để cho Sở Trần nếm thử một chút. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Nắm đấm của Vu Tân đã tới gần Ninh Tử Mặc.
gục xuống cho ta, thình thịch, thanh âm vang dội, Phu Tân gục xuống, dứt khoát lưu loát, không có một chút qua loa. Trong mắt Phu Tân trợn tròn, eo bàn tay truyền đến đau đớn kịch liệt, vừa rồi trong nháy mắt, Ninh Tử Mặc một quyền đánh ra, trực tiếp đánh Phu Tân ngã xuống đất. Phu Tân còn giãy giụa muốn bỏ lên, đôi mắt Ninh Tử Mặc lạnh lùng vô cùng, bước lên, một cước giẫm lên ngực Phu Tân, tiếng xương sườn rắc rắc đứt gãy làm cho trong miệng Phu Tân trực tiếp phát ra thanh âm giống như giết heo, nước mắt lập tức trào ra, đau đến không muốn sống. Đệ tử Vu Thần Môn còn lại ở đây, mặc kệ là thật hay giả, tuyệt đại đa số đều té trên mặt đất kêu rên, mấy người còn lại khi ánh mắt Ninh Tử Mặc rơi vào trên người bọn họ, trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ninh Tử Mặc thần sắc lãnh khốc, nhìn lướt qua hiện trường, mới nhìn về đôi vợ chồng nói, Lâu Nhân gia, hiện tại không sao rồi. Hai vị lão nhân nào có thấy qua loại hình ảnh này, lúc này kinh hồn chưa định, ở trên sofa không dám nhúc nhích. Ninh Tử Mặc nhìn thoáng qua trên lầu, kiềm chế kích động muốn xông lên, nhưng Sở Trần bảo hắn khống chế xong cục diện tầng 2, Ninh Tử Mặc không dám ra mặt vào lúc này. Lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Tiêu Lãng, cô có thể vào đây. Tầng 3, trong phòng, bọn họ nói cho cô biết, là thúc cô xảy ra chuyện, có người muốn tìm thúc cô gây phiền toái, cho nên mới dẫn cô đi. Sở Trần nghe Dương Tiểu Cẩn nói xong, nhìn Dương Tiểu Cẩn, lúc này Dương Tiểu Cẩn vẫn che mặt như cũ, Dương Tiểu Thư, cô có nhớ một cái tên không? Hắn tên là Ninh Tử Mặc, Dương Tiểu Cẩn nhíu mày, Ninh Tử Mặc, trong mắt Dương Tiểu Cẩn đột nhiên có nước mắt tuôn ra. Tôi không biết đó là ai, nhưng làm sao tôi đột nhiên rơi nước mắt? Dương Tiểu Cẩn lau nước mắt trong mắt, cô liều mạng hồi tưởng lại, căn bản không thể tưởng tượng được trong trí nhớ của mình có một đoạn từng xuất hiện cái tên Ninh Tử Mặc, nhưng chính là nước mắt không hiểu sao, đối với cái tên này, có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Anh ta là ai? Dương Tiểu Cẩn hỏi. Sở Trần nhìn Dương Tiểu Cẩn, đột nhiên khẽ thở dài một hơi, hắn ở dưới tầng, tôi cùng hắn, còn có Tiêu Tiểu Thư cùng đi tìm cô. Chị Lãng cũng tới sao? Dương Tiểu Cẩn nghi hoặc, mọi người làm sao TLM được tôi, lúc tôi đi ra điện thoại di động không tìm được, bọn họ nói tình hình của chú tôi rất nguy hiểm, cho nên không cho tôi liên lạc với bất luận kẻ nào. Đúng rồi, vừa rồi là âm thanh gì? Dương Tiểu Cẩn trong đầu đầy nghi hoặc. Sở Trần nhìn Dương Tiểu Cẩn, nửa hồi, nói, trước khi cô xuống lầu, tôi muốn nói cho cô một chuyện. Dương Tiểu Cẩn sửng sốt. Sở Trần tiếp tục mở miệng, không sai biệt lắm 6 năm trước. Trong quyền quán ngầm Vĩnh Dạ ở Dương Thành, có một cô gái đảng ký trở thành quyền sư, hơn nữa tham gia lôi đài chiến, lúc cô ấy xuất hiện nguy hiểm, vừa vặn bị một người đàn ông nhìn thấy, ra tay cứu cô ấy. Sở Trần nói lại quá trình Ninh Tử Mặc nói với anh về quá trình hai người gặp nhau, biết nhau yêu nhau. Dương Tiểu Cẩn cũng nghe rất nhập thần, hai người thân phận hoàn toàn không hợp yêu nhau, tự nhiên gặp phải rất nhiều tiếng nói phản đối, sau đó, cô gái biến mất. Mà người đàn ông thì ở lại Vĩnh Dạ, thời gian gần 6 năm, chưa từng đi được nửa bước, đang chờ đợi cô gái trở về. Tại sao anh ta lại ngu ngốc như vậy? Dương Tiểu Cẩn vội vàng hỏi, cô gái kia đâu? Tại sao cô gái biến mất? Cô ấy không phải rất yêu người đàn ông đỏ sao? Người đàn ông cũng nghĩ không ra, mãi cho đến sau này mới biết được, cô gái bị người ta bắt đi, vẫn bị giam cầm, trí nhớ của cô gái cũng bị người khác dùng thủ đoạn đặc thù khóa lại. Lợi dụng sức lực của kỳ môn huyễn thần cổ, xây dựng cho cô gái một thế giới hoàn toàn hư ảo, cô gái cũng quên tên người con trai đó, quên đi quá khứ của mình, một mình ở trong một căn nhà, sống một cuộc sống tối tăm. Thân hình Dương Tiểu Cẩn khẽ run rẩy. Sở Trần sẽ không hơn nửa đêm vô duyên vô cớ tới tìm cô kể chuyện xưa. Thế giới hư cấu, căn nhà cô đơn, những ngày tháng tăm tối. Môi Dương Tiểu Cẩn run rẩy, cô gái kia, tên gì là gì? Con trai tên là Ninh Tử Mặc. Cô gái, Dương Tiểu Cẩn. Thanh âm Sở Trần giống như sấm sét vang vọng trong đầu Dương Tiểu Cẩn. Thân thể Dương Tiểu Cẩn lảo đảo lui về phía sau hai bước, ngã ngồi trên ghế, sắc mặt trắng bệch. Cô không thể tin được tất cả những gì Sở Trần nói, bởi vì cô có ký ức của mình, cô là con gái của phú thương họ Dương, gia đình gặp biến cố lớn, đây đều là thế giới hư cấu. Không thể nào, không thể nào. Dương Tiểu Cẩn liều mạng lắc đầu, nếu như không phải thật. Cái tên Ninh Tử Mặc này, làm sao có thể làm cho cô rơi lệ? Thanh âm Sở Trần vang lên, ký ức có thể xóa không hết, nhưng có chút dung nhập vào trong xương cốt, trong máu, khắc cốt ghi tâm ký ức, là vĩnh viễn lưu lại trong thân thể, không cần hồi tưởng, hắn cũng ở đây. Dương Tiểu Cẩn cắn chặt môi, lời Sở Trần nói quả thật làm cho cô khó có thể tiếp nhận, nhưng trong tiềm thức nói cho cô biết,
lời nói của Sở Trần là đáng tin tưởng. Có biết vì sao bọn họ lại dẫn cô đi không? Sở Trần nói, bởi vì tôi tra được một ít sự tình, bọn họ sợ tôi tìm được cô, cho nên mới mang cô đi. Ngôi nhà này đã được cướp từ một cặp vợ chồng già, bọn họ đều đang ở tầng 2. Những thứ này nếu như cô còn chưa tin, cho tôi vài ngày, tôi có thể diệt trừ huyễn thần cổ trên người cô, để cô khôi phục trí nhớ trước kia. Ngươi có thể khiến tôi khôi phục. Dương Tiểu Cần kích động, cô là bị huyễn thần cổ khống chế trí nhớ, chỉ cần diệt trừ huyễn thần cổ là được rồi. Sở Trần nói, hiện tại chủ nhân huyễn thần cổ không ở Thiền Thành, cho nên, tôi có thể có đầy đủ chuẩn bị, diệt trừ huyễn thần cổ trên người cô tin tôi. Dương Tiểu Cần trầm ngâm một lát, gật gật đầu, tôi tin anh. Khuôn mặt Sở Trần hiện lên mỉm cười, anh thật không ngờ chuyện vốn nửa bước khó đi lại bởi vì Tống Khánh Bằng đột phá một cái mà trở nên dễ dàng hơn. Cô đặt tay lên vai tôi, bây giờ tôi sẽ đưa cô xuống cầu thang. Sở Trần nói, Tiêu Tiểu Thư cũng có thể đến rồi. Cô ấy là người mà mấy năm nay, thế giới của cô, duy nhất tồn tại. Tuy nhiên, khụ, tuổi của cô ấy hẳn là nhỏ hơn A Co. Dương Tiểu Cẩn vẫn gọi Tiêu Lãng là chị Lãng. Sở Trần cũng không nói thêm gì nữa, dẫn theo Dương Tiểu Cẩn đi ra khỏi phòng. Lúc đi về phía cửa cầu thang, nội tâm Dương Tiểu Cẩn không hiểu sao lại khẩn trương. Từng bước một, không sao, Sở Trần cảm nhận được cảm xúc của Dương Tiểu Cẩn, mở miệng nói, hiện tại người đang ở dưới lầu chờ cô. Một người là bạn duy nhất của cô, một người là tình yêu cả đời của cô hẳn là vui vẻ mới đúng. Dương Tiểu Cần nắm lấy bả vai Sở Trần, tình cảm chân thành cả đời. Nhưng ngoại trừ nước mắt vừa rồi ra, cô đối với Ninh Tử Mặc người này hoàn toàn xa lạ. Sở Trần dẫn theo Dương Tiểu Cần từng bước đi xuống cầu thang, trong mắt Dương Tiểu Cần đột nhiên có nước mắt tuôn ra. Tôi không biết đó là ai, nhưng làm sao tôi đột nhiên rơi nước mắt. Dương Tiểu Cần lau nước mắt trong mắt. Cô liều mạng hồi tưởng lại, căn bản không thể tưởng tượng được trong trí nhớ của mình có một đoạn từng xuất hiện cái tên Ninh Tử Mặc, nhưng chính là nước mắt không hiểu sao, đối với cái tên này, có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Anh ta là ai? Dương Tiểu Cần hỏi, Sở Trần nhìn Dương Tiểu Cần, đột nhiên khẽ thở dài một hơi, hắn ở dưới tầng, tôi cùng hắn, còn có Tiêu Tiểu Thư cùng đi tìm cô. Chị Lãng cũng tới sao? Dương Tiểu Cần nghi hoặc, mọi người làm sao tìm được tôi? Lúc tôi đi ra điện thoại di động không tìm được, bọn họ nói tình hình của chú tôi rất nguy hiểm, cho nên không cho tôi liên lạc với bất luận kẻ nào. Đúng rồi, vừa rồi là âm thanh gì? Dương Tiểu Cẩn trong đầu đầy nghi hoặc, Sở Trần nhìn Dương Tiểu Cẩn, nửa hồi, nói, trước khi cô xuống lầu, tôi muốn nói cho cô một chuyện. Dương Tiểu Cẩn sửng sốt, Sở Trần tiếp tục mở miệng, không sai biệt lắm 6 năm trước, trong quyền quán ngầm Vĩnh Dạ ở Dương Thành, có một cô gái đăng ký trở thành quyền sư. Hơn nữa tham gia lôi đài chiến, lúc cô ấy xuất hiện nguy hiểm, vừa vặn bị một người đàn ông nhìn thấy, ra tay cứu cô ấy. Sở Trần nói lại quá trình Ninh Tử Mặc nói với anh về quá trình hai người gặp nhau, biết nhau yêu nhau. Dương Tiểu Cẩn cũng nghe rất nhập thần, hai người thân phận hoàn toàn không hợp yêu nhau, tự nhiên gặp phải rất nhiều tiếng nói phản đối. Sau đó, cô gái biến mất, mà người đàn ông thì ở lại Vĩnh Dạ, thời gian gần 6 năm, chưa từng đi được nửa bước. Đang chờ đợi cô gái trở về. Tại sao anh ta lại ngu ngốc như vậy? Dương Tiểu Cẩn vội vàng hỏi, cô gái kia đâu? Tại sao cô gái biến mất? Cô ấy không phải rất yêu người đàn ông đó sao? Người đàn ông cũng nghĩ không ra, mãi cho đến sau này mới biết được, cô gái bị người ta bắt đi, vẫn bị giam cầm, trí nhớ của cô gái cũng bị người khác dùng thủ đoạn đặc thù khóa lại, lợi dụng sức lực của kỳ môn huyễn thần cổ, xây dựng cho cô gái một thế giới hoàn toàn hư ảo. Cô gái cũng quên tên người con trai đó, quên đi quá khứ của mình, một mình ở trong một căn nhà, sống một cuộc sống tối tăm. Thân hình Dương Tiểu Cẩn khẽ run rẩy. Sở Trần sẽ không hơn nửa đêm vô duyên vô cớ tới tìm cô kể chuyện xưa. Thế giới hư cấu, căn nhà cô đơn, những ngày tháng tăm tối. Môi Dương Tiểu Cẩn run rẩy. Cô gái kia, tên gì là gì? Con trai tên là Ninh Tử Mặc, cô gái, Dương Tiểu Cẩn. Thanh âm Sở Trần giống như sấm sét vang vọng trong đầu Dương Tiểu Cẩn. Thân thể Dương Tiểu Cẩn lảo đảo lui về phía sau hai bước, ngã ngồi trên ghế, sắc mặt trắng bệch. Cô không thể tin được tất cả những gì Sở Trần nói, bởi vì cô có ký ức của mình, cô là con gái của phủ thương họ Dương, gia đình gặp biến cố lớn, đây đều là thế giới hư cấu. Không thể nào, không thể nào. Dương Tiểu Cẩn liều mạng lắc đầu. Nếu như không phải thật, cái tên Ninh Tử Mặc này, làm sao có thể làm cho cô rơi lệ? Thanh âm Sở Trần vang lên, ký ức có thể xóa không hết, nhưng có chút dung nhập vào trong xương cốt,
Trong máu, khắc cốt ghi tâm ký ức, là vĩnh viễn lưu lại trong thân thể, không cần hồi tưởng, hắn cũng ở đây. Dương Tiểu Cẩn cắn chặt môi, lời Sở Trần nói quả thật làm cho cô khó có thể tiếp nhận, nhưng trong tiềm thức nói cho cô biết, lời nói của Sở Trần là đáng tin tưởng. Có biết vì sao bọn họ lại dẫn cô đi không? Sở Trần nói, bởi vì tôi tra được một ít sự tình, bọn họ sợ tôi tìm được cô, cho nên mới mang cô đi. Ngôi nhà này đã được cướp từ một cặp vợ chồng già, bọn họ đều đang ở tầng 2. Những thứ này nếu như cô còn chưa tin, cho tôi vài ngày, tôi có thể diệt trừ huyễn thần cổ trên người cô, để cô khôi phục trí nhớ trước kia. Ngươi có thể khiến tôi khôi phục. Dương Tiểu Cẩn kích động, cô là bị huyễn thần cổ khống chế trí nhớ, chỉ cần diệt trừ huyễn thần cổ là được rồi. Sở Trần nói, hiện tại chủ nhân huyễn thần cổ không ở Thiền Thành, cho nên, tôi có thể có đầy đủ chuẩn bị, diệt trừ huyễn thần cổ trên người cô tin tôi. Dương Tiểu Cẩn trầm ngâm một lát, gật gật đầu, tôi tin anh. Khuôn mặt Sở Trần hiện lên mỉm cười, anh thật không ngờ chuyện vốn nửa bước khó đi lại bởi vì Tống Khánh Bằng đột phá một cái mà trở nên dễ dàng hơn. Cô đặt tay lên vai tôi, bây giờ tôi sẽ đưa cô xuống cầu thang. Sở Trần nói, Tiêu Tiểu Thư cũng có thể đến rồi. Cô ấy là người mà mấy năm nay, thế giới của cô, duy nhất tồn tại. Tuy nhiên, khụ, tuổi của cô ấy hẳn là nhỏ hơn cô. Dương Tiểu Cẩn vẫn gọi Tiêu Lãng là chị Lãng. Sở Trần cũng không nói thêm gì nữa, dẫn theo Dương Tiểu Cẩn đi ra khỏi phòng. Lúc đi về phía cửa cầu thang, nội tâm Dương Tiểu Cẩn không hiểu sao lại khẩn trương. Từng bước một, không sao, Sở Trần cảm nhận được cảm xúc của Dương Tiểu Cẩn, mở miệng nói, hiện tại người đang ở dưới lầu chờ cô. Một người là bạn duy nhất của cô, một người là tình yêu cả đời của cô hẳn là vui vẻ mới đúng. Dương Tiểu Cẩn nắm lấy bả vai Sở Trần, tình cảm chân thành cả đời. Nhưng ngoại trừ nước mắt vừa rồi ra, cô đối với Ninh Tử Mặc người này hoàn toàn xa lạ. Sở Trần dẫn theo Dương Tiểu Cẩn từng bước đi xuống cầu thang, Ninh Tử Mặc ngẩng đầu nhìn lên, thân thể giống như bị điện giật, gắt gao nhìn chằm chằm, nín thở. Mũi trực tiếp chua xót, hốc mắt nước mắt cuồn cuộn. Mặc dù Dương Tiểu Cẩn che mặt, hình dáng này, là hắn mộng hồn quanh quẩn, ngày đêm nhớ mộng, không lúc nào cũng nhớ nhung. Cho dù sắp 6 năm không gặp mặt, Ninh Tử Mặc cũng nhìn lần đầu tiên liền nhận ra. Tiểu Cẩn, Ninh Tử Mặc cảm giác cổ họng minh phảng phất có ngàn cân đỡ, nói không nên lời, hốc mắt hoàn toàn mơ hồ. Đi về phía trước một vài bước, Ninh Tử Mặc lại hô một tiếng, Tiểu Cẩn, tay Dương Tiểu Cẩn nắm bả vai Sở Trần càng dùng sức thêm, theo bản năng né tránh một chút. Ninh Tử Mặc trong lòng chấn động, nhìn Dương Tiểu Cẩn, khi nhìn thấy hai mắt Dương Tiểu Cẩn không có một chút thần thái, linh hồn kịch liệt động đất đau lên, cả người không tự chủ được run rẩy. Hắn trong chốc lát đã quên, Sở Trần từng nói qua, Dương Tiểu Cẩn bị huyễn thần cổ khống chế, cô sớm đã mất đi trí nhớ, hai mắt của cô cũng đã mù, dung nhan của cô, Ninh Tử Mặc nhìn khuôn mặt Dương Tiểu Cẩn che mặt, nội tâm đang khóc thầm. Tiểu Cẩn, phía sau một thanh âm truyền đến, Tiêu Lãng vào tới. Vô cùng nóng vội, trực tiếp bắt lấy tay Dương Tiểu Cẩn, Tiểu Cẩn, em không sao chứ? Lãng, chị Lãng, Dương Tiểu Cẩn cũng bắt được Dương Tiểu Cẩn, trong lòng có cảm giác an toàn khó hiểu, em không sao. Tâm thần Ninh Tử Mặc chấn động càng thêm mãnh liệt, thanh âm của Tiểu Cẩn, đó là giọng nói yêu thích của mình. Nhưng đối với Dương Tiểu Cẩn hiện tại mà nói, hắn chỉ là một người xa lạ quen thuộc. Ninh Tử Mặc nhắm hai mắt lại, nước mắt vẫn chảy ra trong khóe mắt. Hắn không tưởng tượng được. Những năm gần đây, Dương Tiểu Cẩn rốt cuộc chịu bao nhiêu thống khổ. So sánh với, sự cô tịch mà mình ở lại vĩnh dạ đánh quyền thừa nhận, nhằm nhò gì a? Ninh Tử Mặc trong lòng dâng lên cảm giác áy náy vô hạn, đồng thời, còn có ý hận nộ vô tận, hai tròng mắt phun trào hỏa quang, lạnh lùng đảo qua người của Vu Thần Môn ở đây, đám xúc sinh các người không bằng heo chó. Hai tay Ninh Tử Mặc rung động, không kiềm chế được lửa giận của mình, sải bước xông lên. Đánh một quyền về phía đệ tử Vu Thần Môn. Bịch, đệ tử Vu Thần Môn thân thể bay ngang, hộc máu ngã trên mặt đất, còn chưa kịp phát ra thanh âm kêu thảm thiết, hai mắt tối sầm liền ngất đi. Nhà dân bình thường nửa đêm canh ba, truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Đệ tử Vu Thần Môn này tuy rằng hôn mê, nhưng thanh âm kêu thảm thiết trước khi hôn mê phảng phất như ác quỷ quấn quanh trong đầu đệ tử Vu Thần Môn còn lại. Cả người thần sắc đều toát ra hoảng sợ. Tiêu Mặc, động tĩnh lớn như vậy, động tác phải nhanh một chút, bằng không lát nữa chỉ sợ sẽ có chút phiền toái. Sở Trần nhắc nhở một tiếng, cháu đã thăm hỏi, không ai đến trước khi bình minh. Hai tròng mắt Ninh Tử Mặc lạnh như băng, ngọn lửa oán giận thiêu đốt trong đầu,
hắn từng bước đi về phía một đệ tử vu thần môn khác, cô chỉ là một cô gái yếu đuối mà thôi. Lại là một quyền, đệ tử vu thần môn này bay ngang ra, bị thương nặng ngã xuống đất. Hắn là ma quỷ, hắn điên rồi, mọi người mau chạy, chạy nhanh. Các đệ tử vu thần môn hoàn toàn hoảng hốt, bọn họ cảm nhận được uy lực của một quyền này của Ninh Tử Mặc, bị một quyền này của Ninh Tử Mặc đánh trúng, chỉ sợ đời này cũng không khôi phục được trạng thái người thường, chứ đừng nói là trở thành võ giả nữa. Một quyền phế một võ giả, một số đệ tử vu thần môn vốn ngã trên mặt đất kêu rên không thể nhúc nhích lúc này liên tục bò lên, chạy như điên về phía cửa cầu thang. Ai sai các người đối xử với cô ấy như vậy? Ninh Tử Mặc một quyền đánh ra ngoài. Ai có thể cho tôi câu trả lời, tôi liền bỏ qua cho người đó. Trương Tứ hoàn toàn bị dọa cho choáng váng, trơ mắt nhìn nắm đấm của Ninh Tử Mặc đánh tới. Trước khi hôn mê, ý nghĩ duy nhất trong đầu Trương Tứ chính là, hắn cũng muốn cho Ninh Tử Mặc một đáp án, thế nhưng, hắn cũng không biết a. Đông đảo đệ tử vu thần môn, không ai may mắn thoát khỏi, đều bị thương nặng ngã xuống đất. Ánh mắt Ninh Tử Mặc nhìn chằm chằm Vu Tân, là ai sai khiến các người, bắt Tiểu Cẩn đi. Ninh Tử Mặc từng bước tới gần, Vu Tân trên mặt đất căn bản đứng không nổi, sắc mặt trắng bệch, hắn không nghĩ tới, vẫn trốn Sở Trần, lại tránh không thoát sát tinh trước mắt này. Tôi không biết, tôi thực sự không biết, Vu Tân trợn mắt muốn nứt ra, run giọng nói, tôi chỉ là phụ trách đến Huyễn Thần Cổ, chuyện khác, tôi cũng không biết a. Chủ nhân của Huyễn Thần Cổ là đương kim môn chủ Vu Thần Môn. Sở Trần hỏi một tiếng, Vu Tân vội vàng gật đầu, đúng, Sở Trần. Cậu là người trong kỳ môn, cậu hẳn là rõ ràng, Huyễn Thần Cổ ở Vu Thần Môn cũng chỉ có môn chủ mới có thể khống chế, tôi chỉ là một trường lão bình thường ngay cả tiên thiên cũng chưa bước vào mà thôi. Tôi không quan tâm, Ninh Tử Mặc đi tới trước mặt Vu Tân, tôi chỉ cần đáp án, ông không cho được, ông cũng giống như bọn họ. Ánh mặt Vu Tân toát ra hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Tử Mặc, thấy Ninh Tử Mặc muốn động thủ, Vu Tân hô to, ngày mai. Ngày mai Vu Thanh trưởng lão sẽ phụng mệnh đến tiếp Huyễn Thần Cổ, Vu Thanh trưởng lão là thân tín của môn chủ, hắn khẳng định biết chút ít. Tầm mắt Ninh Tử Mặc khẽ híp lại, Vu Thanh trưởng lão. Vu Tân vội vàng gật đầu, là thật, tối mai, Vu Thanh trưởng lão có thể đến. Ninh Tử Mặc xoay người nhìn về phía Sở Trần. Sở Trần suy nghĩ một chút, đi lên, thản nhiên nói, tôi tạm thời tin ông một lần, ông chuyển lời cho Vu Thanh trưởng lão kia, Huyễn Thần Cổ tôi mang đi rồi. Nếu hắn có bản lĩnh tiếp Huyễn Thần Cổ, tối mai, đi tới Lào Cai, tìm được một quán nhỏ tên là Tinh La, tôi sẽ ở nơi đó chờ hắn. Vu Tân như chút được gánh nặng gật đầu, tôi nhất định chuyển lời. Sở Trần gật đầu, nói với Ninh Tử Mặc, ta nói xong rồi, cậu tiếp tục làm chuyện của mình. Nghe vậy, trong lòng Vu Tân truyền đến cảm giác không ổn, khuôn mặt đột nhiên đại biến, NSLN Ninh Tử Mặc. Ninh Tử Mặc vung quyền mà đến, chuyện này có liên quan gì đến việc tỏi muốn phế ông? Thanh âm xương mạch đứt gãy làm Vu Tân phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong miệng tuôn ra máu tươi. Khi ngã xuống đất, ánh mắt Vu Tân tràn ngập tuyệt vọng. Hắn bị phế rồi, ngày đó từ Kiềm Nam đi ra, hắn hăng hái, muốn báo thù. Nhưng tối nay, ngay trong căn nhà bình thường này, hắn biến thành một phế nhân. Tất cả mọi thứ của hắn đều hủy diệt rồi. Vu Tân rất rõ môn quy của Vu Thần Môn, một khi hắn thành phế nhân, Vu Thần Môn cũng không thể chứa được hắn. Vu Thần Môn chưa bao giờ nuôi phế nhân, ở đây rất bẩn, chúng ta đi trước đi. Sở Trần mở miệng, để Tiêu Lãng đỡ Dương Tiểu Cẩn rời đi trước, trong lòng Ninh Tử Mặc phát tiết ra, lúc này, tâm tình vững vàng không ít, đi tới trước mặt hai vợ chồng già, thật ngại quá, lão nhân gia, làm cho hai người kinh hãi rồi. Hai vợ chồng già tận mắt nhìn thấy Ninh Tử Mặc một mình điên cuồng đánh người một phòng, lúc này sự tới mức vội vàng xua tay lắc đầu, không sao, chúng tôi không có sao. Chẳng qua nơi này, yên tâm, tôi đã báo cảnh sát, đợi lát nữa sẽ có cảnh sát xử lý những người này. Ninh Tử Mặc nói, những ngọ y này đều là ác nhân làm sằng làm bậy, cảnh sát sẽ trừng trị bọn họ theo quy định của pháp luật. Còn có, đêm nay nơi này đồ đạc hư hỏng, bọn họ cũng sẽ bồi thường cho hai người. Sở Trần và Ninh Tử Mặc sóng vai đi ra khỏi phòng. Nhìn Dương Tiểu Cẩn đứng cách cửa không xa, tâm tình Ninh Tử Mặc lại không khỏi dao động. Trong ký ức của cô ấy không có cậu. Nhưng lần đầu tiên tôi nhắc đến tên cậu trước mặt cô ấy đã rơi nước mắt. Sở Trần thở dài một tiếng, sau đó nói Tiểu Mặc, cậu hiện tại cũng đừng dọa cô ấy, chờ ta khôi phục trí nhớ cho cô ấy, hai người mới xem như thật sự lâu ngày gặp lại. Cô ấy đã nói, tên của cháu, cô ấy không để ở trong trí nhớ, cô
cô ấy phải dung nhập vào trong máu, khắc ở trong xương cổ, như vậy, mới kiếp sau, cũng sẽ không quên, Ninh Tử Mặc lẩm bẩm nói, đột nhiên mở to hai mắt, kích động vô cùng nhìn Sở Trần, thúc vừa rồi nói cái gì? Thúc có thể giúp Tiểu Cần khôi phục trí nhớ? Ta có thể, Sở Trần nói ngắn gọn, nghiêm túc gật đầu. Ninh Tử Mặc hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình, thúc muốn cháu làm cái gì, chỉ cần thúc mở miệng, cháu đều đi làm. Sở Trần nở nụ cười, vỗ vỗ bả vai Ninh Tử Mặc một chút, nói nhảm nhí cái gì vậy, ta là Sở thúc cậu, giúp cậu còn muốn lý do. Đi thôi, trước tiên dẫn họ trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta chuẩn bị một chút, ngày mốt có thể giúp Dương Tiểu Thư diệt trừ huyễn thần cổ trong cơ thể, khôi phục trí nhớ của cô ấy. Ngày mốt, Ninh Tử Mặc kích động, cảm ơn thúc, Sở thúc. Một tiếng, Sở thúc này, Ninh Tử Mặc hô đến cam tâm tình nguyện. Sở Trần cùng Ninh Tử Mặc đi tới, xe của Tiểu Thu đã ở bên ngoài chờ, chúng ta đi thôi. Chúng ta bây giờ đi đâu? Tiêu Lãng nhịn không được hỏi một tiếng. Sở Trần đã sớm nghĩ xong rồi, trước tiên trở về chỗ Dương Tiểu Thư ở trước đó, ngày mai chúng ta đến quán nhỏ Tinh La. Đu ông Tiểu Cần nắm lấy cánh tay Tiêu Lãng. Từng bước đi ra ngoài. Ninh Tử Mặc đi theo phía sau, nhìn bóng lưng Dương Tiểu Cần, không ít người đều muốn đi lên giúp đỡ Dương Tiểu Cần, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Anh rể, Tống Thu xa xa vẫy tay với Sở Trần, hơn nữa cười đi tới, anh rể, giải quyết xong rồi. Sở Trần liếc nhìn Tống Thu một cái, xem cậu một chút cũng không lo lắng ha. Tống Thu cười ha ha, em mới không tin Thiền Thành còn có người có thể uy hiếp được anh rể ít nhảm nhí, lái xe đi. Sau khi mấy người lên xe, xe nhanh chóng chạy đi. Tầng 5 tòa nhà dân cư, đôi vợ chồng già này sau khi đám người Sở Trần rời đi, cũng không dám ở lại trong phòng quá lâu, vội vàng đi ra. Lúc này, có người tò mò tiến lại gần, lầm mờ gờ bá, tối nay trong nhà xảy ra chuyện gì, phát TV lớn tiếng như vậy. Cái gì phát TV, xã hội đen vào nhà. Lương bá nói, trói hai vợ chồng già chúng tôi lại, may mắn có người cứu chúng tôi, hiện tại trong phòng tôi. Toàn tên côn đồ nằm sấp trên mặt đất. Thật không, quần chúng hóng hớt lập tức nhiều hơn. Không lâu sau, tiếng còi xe cảnh sát đến. Nhà của Lương Bá nhanh chóng bị phong tỏa. Sau đó, từng chiếc xe cứu thương gào thét đến. Lúc này mấy người Sở Trần đã trở lại nơi Dương Tiểu Cần ở. Dọc đường đi, Dương Tiểu Cần cùng Ninh Tử Mặc đều không nói gì. Ninh Tử Mặc sợ dọa Dương Tiểu Cần. Mà Dương Tiểu Cần bởi vì trong đầu cản bản không có ký ức về Ninh Tử Mặc. Lại từ trong miệng Sở Trần biết được quan hệ với Ninh Tử Mặc. Một đường tâm tư vô cùng phức tạp. Sau khi vào phòng, mấy người ngồi trên sofa, Sở Trần rót một ấm trà. Tiểu Cần, anh cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Tiêu Lãng nắm tay Dương Tiểu Cần, nhẹ giọng nói, sự tình đã qua rồi, sáng sớm ngày mai chị sẽ bay tới Hạ Thành, sẽ không đi cùng em, ngày mốt sau khi em khôi phục trí nhớ ban đầu, sống thật tốt. Hai cô nắm chặt tay, Dương Tiểu Cần đột nhiên mở miệng, sau khi em khôi phục trí nhớ trước kia, bây giờ ký ức hư ảo này sẽ biến mất đi. Sở Trần trầm ngâm một hồi, gật gật đầu, trí nhớ của cô bây giờ là huyễn thần cổ khống chế, một khi huyễn thần cổ bị diệt trừ, hiện giờ ký ức hư ảo này tự nhiên cũng sẽ theo đó biến mất. Kỳ thật, cũng may chủ nhân huyễn thần cổ, môn chủ Vu Thần Môn không ở chỗ này, nếu không, hắn hiện tại có thể khống chế huyễn thần cổ, khống chế tất cả của cô. Sắc mặt Dương Tiểu Cần biến đổi, nửa hồi Dương Tiểu Cần nhẹ giọng nói, mọi người có thể lấy giấy bút tới đây cho tôi không? Ninh Tử Mặc phản ứng như vậy đứng lên, tôi đi lấy. Sở Trần nhìn Dương Tiểu Cần, lại nhìn thoáng qua Tiêu Lãng bên cạnh, cô sợ sẽ quên Tiêu Tiểu Thư, cho nên muốn ghi chép lại đoạn ký ức này sao? Dương Tiểu Cần gật đầu, nắm chặt tay Tiêu Lãng. Tiêu Lãng cười cười, Tiểu Cần, chúng ta mãi mãi là bạn tốt, chờ sau khi em khôi phục trí nhớ, chúng ta lại một lần nữa quen biết. Chị chơi đàn dương cầm cho em nghe, chúng ta còn trở thành bạn tốt. Ninh Tử Mặc rất nhanh liền cầm giấy bút lấy tới. Dương Tiểu Cần cầm giấy bút, nhẹ nhàng đặt giấy lên mặt bàn, viết từng nét. Tống Thu kinh ngạc, nhịn không được đi tới xem, trợn mắt há hốc mồm, cái này còn viết so với chữ của tôi còn đẹp hơn. Trong lòng Tống Thu dâng lên cảm giác tự tin nồng đậm. Nội dung Dương Tiểu Cần ghi chép rất thuần túy, rất đơn giản, chính là từ quá trình cùng Tiêu Lãng dần dần quen thuộc. Trở thành bạn tốt. Cô ấy là ánh sáng duy nhất mà tôi đã ở trong bóng tối. Đây là dòng chữ cuối cùng Dương Tiểu Cần viết ra. Ninh Tử Mặc NSLN thấy, trong lòng kịch liệt chấn động. Tia sáng duy nhất, hai tay Ninh Tử Mặc run lên, không kiềm chế được cảm xúc trong lòng. Nhìn Dương Tiểu Cần, từ nay về sau, em cũng là một chùm ánh sáng trong lòng em,
nửa đời sau của em, để anh đi chiếu sáng. Thân hình Dương Tiểu Cần cũng khẽ run lên một chút, bút trong tay dừng lại. Trong trí nhớ của cô lúc này quả thật không có Ninh Tử Mặc, nhưng cô không thể không thừa nhận, người đàn ông này vừa mở miệng, cô liền có loại rung động bắt nguồn từ linh hồn. Càng đừng nói, giờ phút này Ninh Tử Mặc vẫn nói những lời thâm tình như thế. Phòng khách lập tức yên tĩnh lại, Ninh Tử Mặc nhìn Dương Tiểu Cần, ánh mắt tràn đầy kiên định. Khuôn mặt Tiêu Lãng hiện lên nụ cười, cô cảm thấy vui mừng cho bạn tốt. Sở Trần cũng có chút vui mừng nhìn Tiểu Mặc. Đúng lúc này, một thanh rất đột ngột vang lên, cái này, Tống Thu ha hả cười nói, Ninh thiếu gia, anh nói rồi, sau khi cô ấy khôi phục trí nhớ, cũng không nhớ rõ lời anh nói a. Ninh Tử Mặc, Dương Tiểu Cần, Sở Trần cũng không khỏi liếc mắt nhìn Tống Thu một cái. Tống Thu cảm giác được ánh mắt của mấy người, nhất thời không được tự nhiên, thật cẩn thận nói, tôi, nói sai rồi sao? Sở Trần trả lời, cậu không sai. Nửa hồi, Dương Tiểu Cần ngược lại nhẹ nhàng cười, tiếp tục viết. Sở Trần, của tôi, Dương Tiểu Cần trần chờ một chút, viết ân nhân. Sở Trần lòng rất an ủi. Dương Tiểu Cần viết xong, cẩn thận gấp giấy lại, suy nghĩ một chút, đưa giấy cho Ninh Tử Mặc. Ninh Tử Mặc thân hình chấn động, Tiểu Cần, làm phiền anh, giúp tôi giữ nó, nếu tôi thực sự khôi phục lại những ký ức cũ, anh sẽ đưa tờ giấy này cho tôi. Dương Tiểu Cần nói, được, được, không phiền. Ninh Tử Mặc kích động, nhận lấy tờ giấy Dương Tiểu Cần đưa tới, đây là lần đầu tiên Dương Tiểu Cần chủ động nói chuyện với hắn tối nay. Tuy rằng Sở Trần nói có thể trợ giúp Dương Tiểu Cần khôi phục ký ức cũ, nhưng Ninh Tử Mặc một khắc cũng không muốn chờ đợi nhiều, hắn hận không thể lập tức có thể ôm Dương Tiểu Cần vào trong ngực, che chở cô. Dương Tiểu Cần ngồi xuống, tôi có chút khát. Dương Tiểu Cần do dự một chút, nói, nếu như trí nhớ hiện tại của tôi đều là hư ảo, thuốc kia của tôi cũng không tồn tại. Thân phận, thuốc này cũng không tồn tại. Sở Trần khẳng định nói không chừng, vẫn là môn chủ Vu Thần Môn. Vậy thì tôi cũng không cần phải che mặt rồi. Dương Tiểu Cần một bên tháo khăn che mặt, một bên tự mình mở miệng nói, thúc nói, tôi lớn lên quá đẹp, mới mỗi thời mỗi khắc đều che mặt. Dương Tiểu Cần ngẩng đầu, chị Lãng, em có đẹp không? Trong lòng Tiêu Lãng mãnh liệt chấn động, cô sớm biết được từ trong miệng Sở Trần, huyễn thần cổ không chỉ khống chế trí nhớ của Dương Tiểu Cần. Hủy diệt mắt của cô, còn hủy diệt dung nhan của cô. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy vết sẹo trên khuôn mặt Dương Tiểu Cần, linh hồn Tiêu Lãng vẫn không khống chế được đều chấn động. Nhìn thấy mà giật mình, đẹp, Tiểu Cần đương nhiên đẹp. Tiêu Lãng nắm lấy tay Dương Tiểu Can, hai tay Ninh Tử Mặc đang run rẩy. Sở Trần rõ, giờ phút này Ninh Tử Mặc đang mạnh mẽ áp chế cảm xúc. Có đau lòng đổi với Dương Tiểu Cần, áy náy, còn có oán hận ngập trời đối với kẻ thù. Nếu lúc này môn chủ Vu Thần Môn cũ xuất hiện trước mặt Ninh Tử Mặc, Sở Trần không chút hoài nghi, cho dù là đồng quy vu tận, Ninh Tử Mặc cũng không chút do dự lựa chọn cùng hắn chết, báo thù cho Dương Tiểu Cần. Tiểu Mặc, cậu nhớ kỹ lời cậu vừa nói, về sau, cậu chính là ánh sáng của Dương Tiểu Cần. Sở Trần nói, Ninh Tử Mặc dùng sức gật đầu, cho dù thiêu đốt chính mình, cũng phải làm cho tương lai của Tiểu Cần sáng ngời. Sau khi uống trà, Dương Tiểu Cần và Tiêu Lãng lên tầng nghỉ ngơi trước. Tống Thu kiềm chế không được phẫn hận trong lòng, phấn chan nói, anh rể, rốt cuộc là người nào, dĩ nhiên ra tay đối với một người con gái yếu đuối ác như vậy. Nói cho cậu cũng đánh cong lại. Sở Trần liếc Tống Thu một cái. Tống Thu lập tức ủ rũ, trực tiếp như vậy thật sự tốt không? Quay về nghỉ ngơi đi. Sở Trần tiếp tục nói, ngày mai tới đón chúng tôi đến quán nhỏ Tinh La. Cậu không phải là tò mò là ai nhẫn tâm như vậy sao? Ngày mai cậu có thể thấy điều đó. Ánh mắt Tống Thu sáng ngời, vội vàng gật đầu, xoay người rời đi. Ninh Tử Mặc tâm sự nặng nề, buồn bực uống một ngụm trà. Ngày mai Vu Thanh trưởng lão kia, có thể là võ giả tiên thiên, cậu phải có chuẩn bị. Sở Trần nói, hiện tại đừng suy nghĩ quá nhiều. Ánh mắt Ninh Tử Mặc hiện lên lạnh lẽo, mặc kệ là ai tới, cháu nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Người của Vu Thần Môn, Ninh Tử Mặc một người cũng không muốn buông tha. Trầm mặc một lát, Ninh Tử Mặc nhịn không được hỏi, vết sẹo trên mặt Tiểu Cần, chính cô ấy cũng không biết sao. Gạch dưới 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 có huyễn thần cổ ở đây, cô ấy sẽ không biết. Sở Trần nói, nhưng mà, sau khi trừ bỏ Vu Thần cổ, cô ấy tự nhiên có thể thấy. Như thế nào, Tiểu Mặc, cậu sẽ ghét bỏ cô ấy sao? Ninh Tử Mặc biểu tình nghiêm túc, trầm giọng nói, nếu cháu bởi vì cái này mà ghét bỏ Tiểu Cần, heo chó cháu cũng không bằng.
Sở Trần nhìn Ninh Tử Mặc thần sắc kiên định. Sở Trần hiểu ý tứ của Ninh Tử Mặc, cậu là lo lắng cô ấy không tiếp nhận được. Ninh Tử Mặc gật đầu, suy nghĩ một chút, đột nhiên ngẩng đầu lén nhìn Sở Trần, Sở Thúc, vừa rồi Thúc nói cái gì? Sở Trần có chút bối rối, câu nào? Ninh Tử Mặc thật cẩn thận, cậu nói, Tiểu Cần có thể thấy được. Sở Trần nsln Ninh Tử Mặc một cái, nở nụ cười, mắt của Dương Tiểu Cần vốn không có vấn đề gì, chỉ là bị huyễn thần cổ che khuất, mới không nhìn thấy mà thôi. Sau khi trừ bỏ huyễn thần cổ, hai mắt của cô ấy tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Ninh Tử Mặc nhất thời kích động, vậy tốt quá rồi. Sở Trần mỉm cười, nếu cô ấy không nhìn thấy, làm sao có thể hảo hảo cảm nhận được chùm ánh sáng bên cạnh cô ấy. Ninh Tử Mặc hít sâu một hơi, bình phục phấn chấn trong lòng. Kiềm Nam, núi non trùng điệp, làng nhỏ Vu Thần Môn, Vu Tân trưởng lão xảy ra chuyện rồi, huyễn thần cổ cũng bị cướp đi, đệ tử Vu Thần Môn phải đến Thiền Thành. Toàn bộ đều bị phế bỏ, còn bị cảnh sát dẫn đi. Một thanh âm mang theo vài phần kinh hoàng báo cáo. Người cướp đi huyễn thần cổ tên là Sở Trần, cùng Vu Thần Môn ta sớm đã có ân oán. Hắn còn tuyên bố, Vu Thần Môn muốn đoạt lại huyễn thần cổ, liền đi tới một quán nhỏ tên là Tinh La ở Thiền Thành. Lẽ nào có cái lý ấy? Một ông già vỗ bàn, hai tròng mắt bắt đầu khởi động ánh sáng tinh nhuệ. Chỉ là một tiểu tử, dám làm càn như thế, khiêu khích Vu Thần Môn. Đợi lão phu ngày mai đi tới quán nhỏ Tinh La, lấy mạng chó của hắn. Dám khiêu khích Vu Thần Môn, hắn nhất định có sức mạnh. Môn chủ Vu Thần Môn đeo mặt nạ thanh lang thản nhiên nói, bên người Sở Trần, chỉ sợ có cao thủ tiên thiên ở đó, nếu không, hắn không dám làm càn như vậy. Vậy sợ là ngày mai sẽ cho hắn một bất ngờ lớn. Ông già chính là Vu Thanh trưởng lão, lúc này ánh mắt lóe ra hàn quang vô cùng âm lãnh. Ta tuy rằng vừa mới đột phá đến tiên thiên, nhưng hai ngày nay ở cấm địa tế ngộ, làm thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh, võ giả tiên thiên tầm thường, ta đều có thể đối phó. Huyễn thần cổ nuôi dưỡng nhiều năm, cũng nên thu hồi lại. Môn chủ Vu Thần Môn nhẹ giọng mở miệng, lẩm bẩm một tiếng, đổi một vật chủ khác đi. Nghe vậy, Vu Thanh trưởng lão thần sắc chấn động, môn chủ đích thân đến Thiền Thành. Dưới mặt nạ thanh lang lạnh như băng, môn chủ Vu Thần Môn trầm mặc một lát, chợt thản nhiên nói, cũng nên đi ra ngoài một chút. Huyễn thần cổ liên quan đến việc ta có thể thuận lợi y đột phá tới cảnh gió y võ đạo tông sư hay không, tuyệt đối không cho phép cho sơ suất. Vu Thanh mừng rỡ, môn chủ đích thân đến, ngày mai quán nhỏ Tinh La, tất sẽ trở thành nơi Vu Thần chiếu cố. Đôi mắt Vu Thần môn chủ liếc về phía xa xa, người trở về chuẩn bị trước đi, ngày mai xuất phát sớm một chút. Vâng, môn chủ, nhìn bóng lưng Vu Thanh trưởng lão biến mất, ánh mắt Vu Thần môn chủ càng lúc càng lạnh như băng. Nhưng vào lúc này, xuất hiện biến cố, Ninh gia bên kia, đến tột cùng đang làm cái gì? Vu Thần môn chủ xoay người, chìm vào trong đêm tối. Ngày hôm sau, sáng sớm, bầu trời xám xịt, không có ánh nắng mặt trời. Trạm xe Thiền Thành, một người đàn ông trung niên mặc kiểu áo tôn trung sơn kéo vali, vừa đi ra ngoài, bầu trời liền vang lên một tiếng sấm rền. Quanh đi quẩn lại trở về nơi này, người đàn ông trung niên thở dài một hơi. Hắn cảm giác giờ phút này bầu trời đều là đang giễu cợt hắn, sấm rền. Cho hắn một cái trường vận quốc ta cả đời vô tận, nghiên cứu mệnh thuật kỳ môn, tướng nhân vô số, nhưng như thế nào cũng không tính, chính mình cuối cùng vẫn không có mệnh bái nhập cửu huyền môn. Người đàn ông trung niên trường vận quốc sau khi thở dài, đi tới ven đường, ngăn một chiếc xe, đến Tống ra đi, biết Tống ra chứ, địa chỉ cụ thể là, dừng. Tài xế cười một cái, hiện tại Thiền Thành có ai không biết Tống ra à? Ngay cả con quái vật khổng lồ như hoàng gia cũng bị Tống gia lật đổ, những người lái taxi chúng tôi, đều biết Tống gia có một vị con rể tốt. Nghe vậy, Trương Vận Quốc ngây ngẩn cả người, bấm ngón tay tính toán, đồng thời nhíu mày hỏi, con rể Tống gia nào? Lâm Tín Bình hay Trương Kiếm? Trương Vận Quốc cảm thấy có chút kỳ quái, hắn ở Trương gia 5 năm, gặp qua hai con rể Trương gia này rất nhiều lần, cũng tính qua vận mệnh của bọn họ, cũng không giống người đại phú đại quý gì. Vị Trương Vận Quốc trước mắt này, chính là Trương đạo trưởng 5 năm trước tính ra số mệnh của Sở Trần có thể giúp Tống gia cải tử hồi sinh. Vào đêm sinh nhật của Tống Nhan, Trương đạo trưởng về hưu, rời khỏi Tống gia, hắn muốn đi tham gia sát hạch cửu huyền môn, muốn bái nhập cửu huyền môn. Đáng tiếc, mọi thứ không như mong muốn, hẳn đã thất bại. Trương Vận Quốc tâm ảm đạm, đầu tiên liền nghĩ đến trở lại Thiền Thành, trước tiên đến Tống gia chào hỏi Tống lão gia tử, liền đến Thanh Phong Quan. Đi theo sư đệ Thanh Phong đạo trưởng của mình sống qua ngày, hảo hảo tìm hiểu kỳ môn mệnh thuật.
Cái gì mà Lâm Tín Bình Trương kiếm, chưa từng nghe qua, con rể Tống gia, đương nhiên chính là vị con rể Sở Trần văn võ song tuyệt kia. Tài xế phảng phất mở máy hát ra, nói đến Tống gia này cũng không đơn giản a, sự tình phải bắt đầu từ 23 năm trước, vợ chồng Tống gia Tống Tả Dương sinh ra một đứa bé gái, đêm đó giông bão xảy ra, tiên nữ giải hoa, dị tượng liên tục, sự thật cũng chứng minh, đôi vợ chồng này sinh ra một tuyệt thế mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, về sau mới dẫn đến thanh niên tài tuấn Sở Trần văn võ song tuyệt vì sự sủng ái của người đẹp, cam nguyện trở thành con rể Tống gia bảy Trương Vận Quốc. Vừa nghe tài xế nói chuyện, thần sắc một bên toát ra rung động. Đắc tội Diệp gia, đắc tội Tiền gia, đắc tội Vinh gia, đắc tội Triệu gia, đắc tội Hoàng gia, Tống gia cơ hồ muốn đắc tội một lần với nửa giang sơn của thương giới Thiền Thành, nhưng kết quả dĩ nhiên là Vinh gia, Diệp gia, Triệu gia, Hoàng gia vân vân, tất cả đều xui xẻo. Con rể Tống gia tựa như trở thành con trai của thiên mệnh, liên hợp các nhà đều lật đổ Hoàng gia đệ nhất hào môn Thiền Thành. Lại nói ngày đó, Sở Trần xông lên đỉnh Hoàng gia Kim Bãi Thành, chân dẫm lên lão gia tử Hoàng gia, hăng hái, khí vũ hiên ngang, bế nghễ xưng hùng xưng bá, tài xế càng nói càng hưng phấn, điều này làm cho Trương Vận Quốc nhịn không được có chút hoài nghi lời nói của vị tài xế này rốt cuộc có vài phần chân thật. Có mơ hồ như vậy không? Trương Vận Quốc nhịn không được cắt ngang lời của tài xế. Tên tài xế cười một chút, thật ngại quá, bình thường tôi còn viết tiểu thuyết bán thời gian, cho nên vẽ ra tình cảnh này một chút, nhưng đại khái khung là không sai, tôi bảo đảm. Trương Vận Quốc khóe miệng khẽ giật giật, thấy tên tài xế còn muốn nói, Trương Vận Quốc vội vàng nói, tôi có chút mệt mỏi, muốn yên tĩnh một chút. Tài xế nhìn Trương Vận Quốc một cái, tự mình lẩm bẩm, nào có người thấy cái mới còn không muốn xem, bình thường không phải đều là thúc giục thêm sao. Trương Vận Quốc, tài xế thấy Trương Vận Quốc nhắm mắt dưỡng thần, cũng không lên tiếng nữa, dù sao độc giả chính là Thượng Đế, à không, khách hàng chính là Thượng Đế. Tài xế tự nhiên không biết. Trương Vận Quốc tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng giờ phút này nội tâm đang thừa nhận chấn động cực kỳ mãnh liệt. Đến cuối cùng là tính sai ở đâu? Trương Vận Quốc thì thào tự nói, hắn đột nhiên ý thức được, mình thi không lại sát hạch cửu huyền môn, có thể hay không chính là bởi vì ở bước này tính sai, dẫn đến phía sau thất bại. Hắn có thể mang đến số mệnh cho Tống gia, rõ ràng chỉ có 5 năm, làm sao có thể sai? Trương Vận Quốc bấm ngón tay tính toán, một lúc lâu sau, đôi mắt đột nhiên mở ra. Hắn không tính đến nó. 5 năm trước, hắn đã tính qua Sở Trần không ít lần, càng thêm tính ra, vào đêm sinh nhật Tống Nhan, sổ mệnh Sở Trần chấm dứt. Nhưng lúc này đây, hắn cái gì cũng không tình ý à ra được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Vận Quốc hận không thể lập tức đến Tống gia, hắn có loại cảm giác, chuyện này biết rõ, kỳ môn mệnh thuật của hắn, nhất định sẽ tảng lên. Trương Vận Quốc lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Thanh Phong đạo trưởng. Thanh Phong đạo trưởng trả lời hắn giống như hắn tính, nhìn không rõ, tính không thấu, không dám hỏi. Thần sắc Trương Vận Quốc toát ra rung động mãnh liệt, bầu trời vang lên từng tiếng sấm rền, một trận mưa to phảng phất sắp bao trùm Thiền Thành. Tống Thu sáng sớm đã lái xe đến cửa căn nhà lớn. Anh rể, đến lúc lên đường rồi. Tống Thu hét lớn, sắp mưa rồi. Sở Trần mặt đen đi ra, Tống Thu đứng ở trước xe, hôm nay còn cố ý mặc bộ đồ tập màu trắng, quần trắng, giày trắng, giống như Bạch Vô Thường. Tiêu Lãng và Dương Tiểu Cẩn cũng đi ra, trên mặt Dương Tiểu Cẩn không còn che khăn che mặt nữa. Trong phòng có một bóng người đột nhiên lao ra, ở trước xe Dương Tiểu Cẩn, mở cửa xe ra trước, Tiểu Cẩn, cẩn thận một chút. Sau khi mấy người trước sau lên xe, Tống Thu lái xe, trực tiếp đi về phía quán nhỏ Tinh La. Anh rể, người của Vu Thần Môn không phải đêm nay mới tới sao? Tống Thu nói, sao chúng ta lại đến quán nhỏ Tinh La sớm như vậy? Đồng thời nói chuyện, ánh mắt Tống Thu còn nhìn thoáng qua Sở Trần thật sâu. Hắn thủy chung có loại cảm giác, anh rể có khả năng không có chút lo lắng. Lời nói của kẻ thù không thể tin hoàn toàn, chúng ta đi qua sớm một chút, cũng là chịu trách nhiệm đối với sự an toàn của Mạc Lão và Tiểu Vô Ưu. Sở Trần nói, huống chi, trừ bỏ huyễn thần cổ cần tài liệu, đều ở quán nhỏ Tinh La, tôi đi chuẩn bị một chút. Tống Thu gật đầu, nội tâm ha ha một chút, nhìn đi, quả nhiên là vì Tiểu Vô Ưu. Nửa giờ sau, xe chậm rãi rẽ vào một con phố cổ, cửa hàng hai bên đều có vẻ vô cùng cũ kỹ, rất nhiều cửa hàng còn chưa mở cửa, bầu trời càng lúc càng mờ mịt, sấm vang lên không ngừng, xe rất nhanh đi tới cuối phố cổ, cô gái trẻ Vô Ưu đã sớm ở cửa chờ, sau khi nhìn thấy xe đến, vẫy tay chào hướng xe. Ông nội, họ đến rồi.
Lúc Sở Trần xuống xe, Mạc Nhàn cũng chống nạng đi ra. Mạc lão, thân thể tốt hơn rồi chứ? Sở Trần đi qua đỡ Mạc lão, quan sát khí sắc Mạc lão, khuôn mặt hiện lên tươi cười, nhìn thoáng qua Kiều Thương Sinh bên cạnh Mạc lão, Kiều trưởng lão, mấy ngày nay cũng vất vả cho ông rồi. Thiên Nam Dược Cốc, là một thế lực thực lực không tầm thường trong giới võ giả. Đường đường là trưởng lão Thiên Nam Dược Cốc, trong khoảng thời gian này cũng giống như bác sĩ tư nhân của Mạc Nhàn, còn thỉnh thoảng giúp Sở Trần đi ra ngoài làm việc, Sở Trần quả thật cảm thấy có chút ủy khuất cho Kiều Thương Sinh. Nhưng mà, Kiều Thương Sinh lại vội vàng cúi đầu, không vất vả, hẳn là cảm ơn Sở Sư Thúc mới đúng, nếu không phải Sở Sư Thúc chỉ điểm, tôi khả năng còn phải mất thời gian mấy năm cũng không lĩnh ngộ được cấp bậc độ mệnh kim châm này. Kiều Thương Sinh trong lòng đối với Sở Trần là chân thành kính gạch dưới ích nè. Hai vị tiểu thư mời vào nhà à ngồi. Mạc Vô Ưu nhiệt tình lôi kéo Tiêu Lãng cùng Dương Tiểu Cẩn, đối với vết sẹo trên mặt Dương Tiểu Cẩn, ban đầu Mạc Vô Ưu cũng chỉ là ngẩn ra, lập tức thần sắc khôi phục như thường, kéo tay hai cô gái đi vào quán nhỏ Tinh La. Sau khi vào quán nhỏ ngồi một hồi, Tiêu Lãng nhìn đồng hồ, sau đó nhẹ giọng nói, Tiểu Cẩn, chị phải đi rồi. Thân thể Dương Tiểu Cẩn chấn động, theo bản năng đưa tay, Tiêu Lãng bắt lấy tay Dương Tiểu Cẩn. Cảm nhận được lúc này trong lòng Dương Tiểu Cẩn bàng hoàng bất an, Lưu Cẩn, em yên tâm, chị rất nhanh sẽ trở về, em cũng chờ tin tức tốt của chị. Chị Lăng, Dương Tiểu Cẩn đứng lên, Tiêu Lãng trấn an Dương Tiểu Cẩn một lát sau, con ngươi nhìn về phía Ninh Tử Mặc. Ninh Tử Mặc tiến lên, ôn nhu nói, Tiểu Cẩn, tôi chờ em khỏe lại. Lúc này đám người Sở Trần và Mạc Nhàn đang ngồi ở nội viện quán nhỏ Tinh La, Sở Trần cũng nói ra chuyện về Dương Tiểu Cẩn cùng Ninh Tử Mặc. Lúc trước anh cũng nói với đám người Mạc Nhàn gặp Dương Tiểu Cẩn, phát hiện huyễn thần cổ trên người cô. Lẽ nào có cái lý ấy, trên đời lại có người phát rồ như vậy? Mạc Nhàn tức giận đến dâu ria đang phát run. Môn phái tà ác như Vu Thần Môn đã sớm bị xóa tên ở giới võ giả. Đôi mắt Kiều Thương Sinh tức giận cũng bắt đầu cuộn trào. Sau chuyện hôm nay, đợi tôi trở về, nhất định lấy danh nghĩa Thiên Nam Dược Cốc, phát ra lệnh hiệu triệu võ giả, cùng phạt Vu Thần Môn. Hôm nay cường giả Vu Thần Môn tùy thời có thể sẽ đến lúc đó, còn phải làm phiền Kiều trưởng lão một chút. Sở Trần mở miệng, Kiều Thương Sinh là trưởng lão lĩnh Nam Dược Cốc, càng là võ giả cấp bậc tiên thiền. Sở Sư Thúc yên tâm, người của Vu Thần Môn tuyệt đối không bước vào quán nhỏ Tinh La nửa bước. Kiều Thương Sinh trầm giọng nói, Sở Trần, cậu muốn giúp Dương Tiểu Thư diệt trừ huyễn thần cổn trong cơ thể sao? Mạc Nhàn hỏi, huyễn thần cổ là cổ quỷ dị cường lớn nhất của Vu Thần Môn. Muốn diệt trừ nó cũng không dễ dàng. Sở Trần quyết đoán nói, tôi còn cần khắc một ít linh phù, để phòng bất cứ lúc nào. Sở Trần thần sắc nghiêm túc, quá trình phá cổ mạo hiểm vạn phần, tuyệt đối không cho sơ suất, nếu không, tính mạng Dương Tiểu Cẩn khó bảo toàn. Tôi có thể giúp gì cho cậu không? Mạc Nhàn hỏi, Mạc lão dưỡng thân thể thật tốt là được, tôi để cho Tiểu Vô Ưu làm trợ thủ. Sở Trần trả lời, cũng đứng lên, tôi đi chuẩn bị tài liệu một chút. Sau khi Sở Trần đi ra ngoài, Tiêu Lãng vừa lúc nhìn qua. Tôi phải đi rồi, Tiêu Lãng nói vết thương của Tiểu Cẩn liền nhờ anh rồi. Thuận buồm xuôi gió, Tiêu Tiểu Thư, Sở Trần phân phó Tống Thu đưa Tiêu Lãng ra sân bay. Đợi sau khi Tống Thu và Tiêu Lãng rời đi, Sở Trần bảo Mạc Vô Ưu dẫn Dương Tiểu Cẩn vào bên trong nghỉ ngơi, còn mình thì bắt đầu chuẩn bị các loại tài liệu cần thiết để phá giải huyễn thần cổ. Ngay từ đầu Ninh Tử Mặc vẫn còn đứng ở một bên, nói muốn hỗ trợ. Thấy Sở Trần nói vài thuật ngữ chuyên nghiệp mình nghe không hiểu, liền ngoan ngoãn đứng ở một bên, cố gắng nhớ kỹ tài liệu Sở Trần cầm, một lát sau, Ninh Tử Mặc bỏ qua. Hắn hoàn toàn xem không hiểu về tất cả kỳ môn, Mạc Vô Ưu từ bên trong đi ra, nhìn tài liệu Sở Trần chọn ra, giật mình, đột nhiên khẽ hô, Sở Trần anh muốn bố trí trận thế. Sở Trần gật đầu, trong quá trình phá giải huyễn thần cổ trong cơ thể cho Dương Tiểu Cẩn, hoàn cảnh cũng vô cùng quan trọng. Tôi muốn bố trí một trận pháp đơn giản ở nội viện quán nhỏ Tinh La, đợi đến khi phá giải huyễn thần cổ, có thể có tác dụng rất lớn. Mạc Vô Ưu ngơ ngác nhìn Sở Trần, kỳ môn thuật, bao hàm toàn diện. Lúc trước Sở Trần bày ra, ngoại trừ võ công ra, còn có y thuật, bùa thuật, lúc ấy ông nội suy đoán, Sở Trần còn kiêm kỳ môn thuật còn lại, không nghĩ tới, Sở Trần ngay cả trận pháp cũng sẽ bố trí. Kỳ môn trận pháp cùng bùa thuật mặc dù có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng bố trí một tòa trận pháp hoàn thiện so với khác một tấm linh phù phức tạp hơn nhiều. Kỳ môn trận pháp cũng giống như bùa thuật, có phân chia phẩm chất cao thấp. Bình thường mà nói, có thể bố trí ra hạ phẩm trận pháp,
đã xem như có được trận pháp thiên phú không tồi. Anh muốn bố trí chính là, Mạc Vô Ưu thật cẩn thận hỏi. Hạ phẩm trận pháp, quan tâm trận. Sở Trần cầm lấy tài liệu đi tới hậu viện, đồng thời nói, Tiểu Vô Ưu, mang những thứ tài liệu khắc bùa chú bên cạnh này đến. Tiểu Mặc, giúp đỡ lấy một chút. Mạc Vô Ưu phục hồi tinh thần lại, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may chỉ là hạ phẩm trận pháp, nếu như giống với bùa chú, Sở Trần đột nhiên tới bố trí một thượng phẩm trận pháp, vậy cũng quá dọa người rồi. Hậu viện quán nhỏ Tinh La, thời điểm Sở Trần bố trí trận pháp, Ninh Tử Mặc cùng Mạc Vô Ưu ở một bên nhìn. Mạc Vô Ưu nhìn chính là ngạc nhiên, trình độ Sở Trần bố trí trận pháp thành thạo, làm cô thán phục. Ninh Tử Mặc yên lặng nhìn, thế nào cũng không hiểu. Gần một giờ sau, Sở Trần mới bố trí xong hạ phẩm trận pháp quan tâm trận. Cứ như vậy hoàn thành sao? Ninh Tử Mặc vẫn là trong đầu tràn đầy mê hoặc, hắn hoàn toàn nhìn không ra có chỗ đặc thù gì. Một giờ bố trí ra hạ phẩm trận pháp, cũng coi như không tệ. Mạc Vô Ưu tự nói, cô nghe ông nội nói qua, trong kỳ môn có người chuyên nghiên cứu trận pháp, nói như vậy, nửa giờ bố trí ra hạ phẩm trận pháp, coi như là trận pháp có chút thành tựu. Sở Trần tuy rằng dùng gần một giờ, nhưng Mạc Vô Ưu vẫn như cũ thán phục, dù sao Sở Trần cũng không phải chuyên nghiên cứu trận pháp, Mạc Vô Ưu tuyệt đối tin tưởng, Sở Trần tinh thông nhất vẫn là võ công cùng bùa thuật. Quan tâm trận là cái gì? Ninh Tử Mặc không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, hỏi. Tiểu Mặc, cậu đi vào cảm nhận một chút. Sở Trần nói, ý tứ của quan tâm, chính là phong tỏa tất cả quấy rầy ngoại giới, quan sát nội tâm của mình, để cho mình ở vào một loại trạng thái cực kỳ an tường ổn định, không bị bất luận cái gì quấy rầy. Ngày mai khi ta phá trừ huyễn thần cổ cho Dương Tiểu Cẩn, ngay trong quan tâm trận này. Quan tâm trận, Ninh Tử Mặc tuy rằng tận mắt nhìn thấy quá trình Sở Trần bố trí trận pháp, nhưng từ đầu đến cuối cũng không cảm thấy trận pháp này thật sự có thể huyền bí như Sở Trần nói vậy. Sải bước đi vào trong quan tâm trận, Ninh Tử Mặc trong nháy mắt có loại cảm giác không giống ở bên ngoài, hình ảnh trước mắt dần dần trở nên hư ảo, phảng phất nhìn thấy một dòng nước hồ y bình tĩnh, nước chảy khẽ động, nhưng không có một chút tiếng vang, gió nhẹ thổi vào mặt, vui vẻ tự đắc tim Ninh Tử Mặc lập tức an tĩnh lại, hai mắt khẽ nhắm, khoanh chân ngồi xuống. Hắn đã không ở trong một trạng thái như vậy trong một thời gian dài. Từ sau khi Dương Tiểu Cẩn biến mất, trái tim hắn chưa bao giờ bình tĩnh qua. Thật lâu sau, Ninh Tử Mặc từ từ mở mắt ra, cất bước đờ eo ra khỏi tòa quan tâm trận này, thần sắc mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn Sở Trần. Sở Trần khuôn mặt mỉm cười, thế nào? Đây chính là quan tâm trận. Quả nhiên thần kỳ, Ninh Tử Mặc cảm thán, thế gian này có quá nhiều thần kỳ cháu chưa từng xem ra, chỉ riêng trận pháp này, liền không thể tưởng tượng nổi. Đây chỉ là hạ phẩm trận pháp, Mạc Vô Ưu nói, nếu may mắn nhìn thấy thượng phẩm trận pháp, đó mới thật sự không thể tưởng tượng nổi. Mạc Vô Ưu trong lúc bất chợt nhìn về phía Sở Trần, anh ở trong cửu huyền môn, khẳng định đã thấy qua thượng phẩm trận pháp. Sở Trần gật đầu, đã thấy qua, con người Mạc Vô Ưu tỏa sáng, sâu trong mi mắt lại càng là một đạo kiên định. Cô nhất định phải cần cù cố gắng, tương lai bái nhập cửu huyền môn. Tiểu Mặc, cậu chưa từng thấy qua trận pháp, như vậy, khẳng định cũng chưa từng thấy qua phương pháp bùa chú. Sở Trần đi tới một bên, Mạc Vô Ưu đã bày tế phẩm trên mặt bàn, bút chu sa, giấy vàng, vân vân. Phương pháp bùa chú, Ninh Tử Mặc mở to hai mắt, thật sự có thể đuổi quỷ trừ ma sao? Đuổi quỷ trừ ma không biết có đọc hay không, nhưng mà, đánh nhau khẳng định không thành vấn đề. Sở Trần mỉm cười, ta hiện tại muốn vẽ chính là tiểu ngũ lôi phù. Khi phá huyễn thần cổ, tiểu ngũ lôi phù cũng sẽ có tác dụng mấu chốt. Rất nhanh, một tấm tiểu ngũ lôi phù được vẽ xong. Ninh Tử Mặc nhìn tiểu ngũ lôi phù trong tay Sở Trần, thần sắc lần nữa nghi hoặc thứ này, có thể dẫn xét. Sở Trần khuôn mặt mỉm cười, đột nhiên, tiểu ngũ lôi phù bay tới hướng Ninh Tử Mặc. Ninh Tử Mặc chỉ là phản xạ có điều kiện lui về phía sau một bước. Một đạo kinh lôi hướng cánh tay hắn bổ mạnh xuống. Ninh Tử Mặc kinh hãi. Đột nhiên giơ tay lên, đỡ lấy một đạo kinh lôi này. Hắn là võ giả tiên thiên, đạo kinh lôi này không đả thương được hắn, nhưng mà, cũng làm cánh tay hắn tê liệt một chút. Ninh Tử Mặc lui về phía sau hai bước, vô cùng khiếp sợ nhìn tiểu ngũ lôi phù rơi trên mặt đất. Nếu như là ở trong chiến đấu, trong lúc bất chợt sử dụng tiểu ngũ lôi phù này, tuyệt đối sẽ làm cho đối thủ trở tay không kịp. Ninh Tử Mặc chấn động thán, nhìn Sở Trần, ánh mắt có một tia khát vọng. Cậu muốn học bùa thuật, cũng không phải là không có khả năng. Sở Trần nói, nhưng, cậu không phải là người trong kỳ môn, không có nền tảng,
muốn học bùa thuật rất khó khăn, nếu cậu thật sự muốn học, trước tiên bái vào Tinh La Môn, ở Tinh La Môn học tập nền tảng về bùa thuật. Tinh La Môn, Ninh Tử Mặc lập tức nghĩ đến quán nhỏ Tinh La, thần sắc hơi giật mình, hắn ngược lại thật không ngờ, cái quán nhỏ này dĩ nhiên vẫn là một môn phái. Ninh Tử Mặc hơi chần chờ một hồi, lập tức hạ quyết tâm, cháu muốn gia nhập Tinh La Môn, xin sở thúc tiến cử. Còn tiến cử cái gì, môn chủ Tinh La Môn đang ở trước mặt cậu. Sở Trần cười nói, Ninh Tử Mặc kích động, hóa ra sở thúc là môn chủ Tinh La Môn. Vậy quá tốt rồi, Sở Trần lắc đầu, chỉ sang một bên có chút mơ hồ. Sở Trần trong lúc nói hai ba câu này, dĩ nhiên còn lừa gạt một cao thủ tiên thiên bái vào Tinh La Môn. Phải biết rằng, hiện giờ toàn bộ Tinh La Môn, ngay cả một cao thủ tiên thiên cũng không có. Tiểu môn tiểu phái thật sự, không lừa già dối trẻ. Cô là môn chủ Tinh La Môn, Ninh Tử Mặc há to miệng, sửng sốt, Mạc Vô Ưu phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, là tôi. Ninh Tử Mặc trần chờ một chút, kiên trì đi lên, hắn cũng không biết nên làm lễ nhập môn như thế nào, chỉ có thể chắp tay, Ninh Tử Mặc tham kiến Vô Ưu môn chủ. Xưng hô một thiếu nữ 17 tuổi làm môn chủ, loại cảm giác này luôn là kỳ quái. Mạc Vô Ưu cười hì hì, Tinh La Môn không có rất nhiều quy củ. Chế một chút tôi nói cho anh biết tinh SLNS đại khái của Tinh La Môn cùng với môn quy, còn có nền tảng bùa thuật anh muốn học tập, cũng sắp xếp cho anh. Mạc Vô Ưu đương nhiên biết Sở Trần chỉ là muốn Ninh Tử Mặc cùng mình học tập nền tảng bùa thuật mà thôi, bùa thuật kỹ xảo thật sự, chỉ sợ vẫn là Sở Trần tự mình truyền thụ cho Ninh Tử Mặc. Cũng không cần phải trễ, hai người đi qua ngay bây giờ đi. Sở Trần khoát tay, tôi còn muốn khắc một ít linh phù, hai người không cần ở chỗ này cùng tôi. Sau khi Mạc Vô Ưu cùng Ninh Tử Mặc rời đi, Sở Trần cũng tiếp tục vẽ bùa. Bầu trời ảm đạm trong một buổi sáng, cuối cùng một cơn mưa lớn. Taxi từ từ dừng chốc cửa tống ra. Một thân ảnh đội mưa đẩy cửa xe vào tới, trạm an ninh, một vị bảo vệ nhanh chóng đứng lên, vừa định ngăn lại, đột nhiên kinh hỉ, thần sắc mang theo tôn kính, thì ra là Trương đạo trưởng đã trở về. Trương Vận Quốc ở tống ra 5 năm, an ninh tống ra đối với hắn tự nhiên vô cùng quen thuộc. Huống hồ 5 năm qua, địa vị của Trương Vận Quốc ở Tống gia cũng vô cùng đặc biệt. Trương Vận Quốc không kịp chào hỏi bảo vệ, đội mưa nhanh chóng chạy vào. Bảo an nhìn bóng lưng Trương Vận Quốc, một lúc lâu sau, nhịn không được câm thán, không hổ là Trương đạo trưởng, ngay cả bóng lưng trốn mưa chạy bộ cũng có vẻ tôn quý như vậy. Trương Vận Quốc chạy vào phòng khách biệt thự, Tô Nguyệt Nhàn đang rảnh rỗi đọc báo, nghe được thanh âm bước chân mạnh mẽ đứng lên, quan sát một hồi. Kinh hỉ vô cùng, Trương đạo trưởng đã quay về a. Đối với người Tống gia mà nói, Trương Vận Quốc chính là đại ân nhân. Tô Nguyệt Nhàn vội vàng đi tới. Trương Vận Quốc vỗ nhẹ nước mưa trên người một chút, cố gắng làm cho mình duy trì một bộ dáng tiên phong đạo cốt, thản nhiên nói, sau khi tôi ra ngoài dạo chơi một vòng, đối với các vị còn có chút lo lắng, liền trở về thăm mọi người một chút. Trương đạo trưởng có lòng, mau tới uống một chén trà. Tô Nguyệt Nhàn một bên chào hỏi Trương Vận Quốc, một bên nói, thật đúng là không khéo, trong khoảng thời gian này Tà Dương bọn họ đều rất bận rộn, ban ngày cơ hồ đều không ở nhà, đạo trưởng chờ một hồi, tôi mời lão gia tử đi ra. Trương Vận Quốc gật gật đầu, đồng thời âm thầm quan sát Tô Nguyệt Nhàn một chút, hắn đối với người Tống gia rất quen thuộc, lúc này theo bản năng bấm ngón tay tính toán, đồng tử không khỏi co rụt lại. Hắn dĩ nhiên, tính không ra Tô Nguyệt Nhàn. Trương Vận Quốc có chút trợn tròn mắt, mình đi ra ngoài một chuyến trở về. Chẳng lẽ thuật tương mệnh còn thụt lùi? Ngoài ý muốn, nhất định là một ngoài ý muốn. Trương Vận Quốc an ủi mình một chút, không bao lâu, Tống Trọng Thanh cất bước đi tới, cười ha ha một tiếng, Trương đạo trưởng, đã lâu không gặp. Tống Trọng Thanh đối với Trương Vận Quốc cũng phát ra cảm kích từ nội tâm, lúc trước nếu như không có Trương Vận Quốc, Tống gia 5 năm trước chỉ sợ sẽ bị diệt. Quan trọng hơn là, lúc chốc ỉ à Trương Vận Quốc tự tay chỉ điểm ra Sở Trần, nói Sở Trần là cứu tinh của Tống gia. Trương đạo trưởng quả thực quá thần thánh. Trương Vận Quốc nhìn Tống Trường Thanh, âm thầm bấm ngón tay tính toán, làm sao có thể. Trương Vận Quốc chưa từng hoài nghi cuộc sống như lúc này. Mệnh cách của Tống Trường Thanh, thế nhưng cũng mơ hồ không rõ. Không thể nào, Trương Vận Quốc có chút khó tin, hắn đối với ngày sinh tháng đẻ người nhà họ Tống đều rõ như lòng bàn tay. Dù sao 5 năm qua, Trương Vận Quốc một mực đã dùng kỳ môn thuật của Minh Trợ giúp Tống ra khởi tử hồi sinh. Nhưng giờ phút này, Trương Vận Quốc triệt để ngây ngốc. Vậy mà tính không được. Cho dù là Tô Nguyệt Nhàn hay Tống Trường Thanh, số phận của hai người đều có chút mơ hồ. Trương Vận Quốc muốn nhìn trộm một chút,
nhưng lại bị một lực lượng vô hình chặn lại. Điều này có nghĩa, vận mệnh của Tống gia đã đến mức không thể theo dõi được nữa. Trương Vận Quốc cảm thấy không thể tin được. Trương đạo trưởng, Tống Trường Thanh thấy Trương Vận Quốc nhìn chằm chằm vào mình bất động, sững sờ một lúc, nhìn không được ngập ngừng hỏi, làm sao rồi? Trương Vận Quốc định thần lại, nén chặt nghi ngờ trong lòng lại, ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh, những người khác có ở nhà không? Trương Vận Quốc không tin có tà, hắn tuyệt đối không tin, mệnh cách của mọi người trong Tống gia hắn lại không thể nhìn thấu. Đều đang bận rộn, nhưng vừa rồi Dương Ca gọi điện thoại cho tôi, nói rằng anh ấy có một tài liệu để quên ở nhà, anh ấy đang trên đường về nhà, sẽ về sớm thôi. Tô Nguyệt Nhàn nói, Trương Vận Quốc gật đầu, ông ta không tin, mình vẫn không thể nhìn thấu mệnh cách của Tống Thiên Dương. Đúng rồi, trong khoảng thời gian tôi ra ngoài, có phải đã xảy ra chuyện gì ở Thiền Thành không? Trương Vận Quốc làm bộ vô tình hỏi, đâu chỉ là có chuyện, quả thực là lật trời. Tống Trường Thanh cười thành tiếng, nói ra có lẽ Trương Đạo Trưởng còn không tin, hai nhà Tống Hoàng đã chiến đấu một trận, cuối cùng Hoàng gia thất thủ không phải ta nghi ngờ thực lực của Tống gia, nhưng mà loại quái vật khổng lồ như Hoàng gia, bây giờ ngay cả Kim Than City cũng đã thuộc về nhà họ Tống, Hoàng gia cũng không còn được như trước nữa. Tô Nguyệt Nhàn nói, tôi còn nghe nói mấy cái gia tộc, ngày bình thường cùng Hoàng gia có cửu oán. Lấy Triệu gia cầm đầu, thời điểm này đều lựa chọn bỏ đá xuống giếng, vây quét Hoàng gia. Đều là nhờ Trương đạo trưởng, Tống Trường Thanh nói, nếu không phải Trương đạo trưởng chỉ rõ, Tống gia nhờ vào khí vận của Sở Trần, thì làm sao Tống gia của chúng ta có thể có được một người con rể tốt như Sở Trần. Chờ một chút, Sở Trần vẫn chưa rời khỏi Tống gia sao? Trương đạo trưởng mơ hồ, lần đầu tiên trong đời, hắn thấy nghi vấn về tướng mệnh thuật của mình. Sở Trần chẳng những không rời đi, mà còn trở thành nhân vật khuấy đảo Thiền Thành, xem ra cậu ấy có cơ duyên, gặp phong vân liền hóa rồng. Tống Trường Thanh cảm thán nói đến, Tống gia chúng ta cũng thật hỗ thẹn, kém chút hiểu lầm ý tứ của Trương đạo trưởng, lúc ấy Trương đạo trưởng trước khi rời đi, chỉ tên Tống gia không thể lại mượn dùng khí vận Sở Trần, chúng ta trực tiếp tưởng rằng muốn đem Sở Trần cùng Tống gia phủi sạch quan hệ, lại không ngờ tới, Trương đạo trưởng có ý tử là bắt đầu từ ngày đó, Sở Trần dẫn đầu đem Tống gia đi về phía Huy Hoàng. Tất cả chúng tôi bây giờ đều đã hiểu ý của Trương đạo trưởng. Tô Nguyệt Nhàn nói thêm, đều hiểu rồi, thế nhưng ta vẫn không hiểu. Khóe miệng Trương Vận Quốc âm thầm giật giật, ý của hắn lúc đó là để Sở Trần rời khỏi nhà họ Tống ngay lập tức. Trương Vận Quốc có chút mù mịt, trong lòng hắn vẫn còn đang phẫn uất, cảm thấy bản thân rất thông thạo tướng mệnh thuật, đối với công phu kỳ môn cũng khá quen thuộc, kết quả là hắn không thể vượt qua kiểm tra của cửu huyền môn. Thất bại tan tác trở vẽ. Trương Vận Quốc luôn có chút không phục trong lòng, nhưng hiện tại, hắn có chút nghi ngờ bản thân. Sở Trần không rời đi, Tống gia còn bay cao như diều gặp gió, nói là một bước lên trời cũng không quá lời. Tất cả những thứ này đều là thứ mà hắn chưa tính tới. Chẳng lẽ, ta thật sự là một kẻ gà mờ sao? Trương Vận Quốc luôn cảm thấy mình là đại lão về kỳ môn tướng mệnh thuật. Không lâu sau, Tống Thiên Dương cũng trở về. Trương đạo trưởng, Tống Thiên Dương sải bước đầy phấn khích và vui vẻ. Trương Vận Quốc nhìn chằm chằm Tống Thiên Dương trong một thời gian dài, tuyệt vọng. Xong, ta thực sự là một kẻ gà mờ. Trương Vận Quốc rõ ràng nhận thức được, không có gì ở trên người Tống Thiên Dương và những người khác của Tống gia ảnh hưởng đến phán đoán của hắn. Nhưng hắn không thể nhìn ra. Ngoài gà mờ ra, không còn lời giải thích nào. Sau đó, người nhà Tống gia không thể chờ đợi đem những gì đã xảy ra những ngày này cho Trương Vận Quốc. Vẻ mặt của Trương Vận Quốc dần dần chuyển từ nghi ngờ sang ngưng trọng. Tống gia không biết kỳ môn huyền diệu, nhưng từ lời nói của bọn họ, Trương Vận Quốc phán đoán rằng Sở Trần hẳn đã thành thạo kỳ môn thuật. Sở Trần bây giờ ở đâu? Trương Vận Quốc buột miệng hỏi. Mấy ngày này, hiếm khi gặp bọn hắn. Tống Thiên Dương nói, có lẽ là bận rộn với sự tình của dược phẩm Bắc Trần. Để tôi gọi cho bọn họ sau, bảo chúng chờ về ăn cơm vào buổi tối, tẩy trần giúp Trương đạo trưởng một chút. Tô Nguyệt Nhàn nói, trong Vận Quốc gật đầu, hắn không có từ chối, hắn cũng rất tò mò Sở Trần đột nhiên thông suốt này, rốt cục là ai. Mưa lớn ập xuống thành phố, khách sạn Hoàng Đình, Diệp Thiếu Hoàng, Tiền Bộ Thiệu cùng Vinh Đông lại tụ tập cùng nhau. Hãy tổng kết những thu hoạch ngày qua của chúng ta. Tâm trạng của Diệp Thiếu Hoàng không bị ảnh hưởng bởi trận mưa bão bên ngoài, anh ta mỉm cười, đầu tiên, thu hoạch lớn nhất của chúng ta là tìm ra thân phận của Sở Trần. Ha ha ha. Vinh Đông không nhịn được cười to một tiếng, chế nhạo nói, ai ngờ con rể nhà họ Tống, người ở Thiền Thành lại dùng thẻ căn cước giả,
thật sự chết cười ta, ta thực sự chờ mong xem Tống gia sẽ ứng đối như thế nào, một ngày nào đó tin tức này bị lộ. Đây là một viên đạn trong tay chúng ta không thể tùy tiện lấy ra được. Diệp Thiếu Hoàng nói, nếu chỉ để lộ ra trong hoàn cảnh bình thường, ảnh hưởng sẽ không đủ, việc chúng ta cần làm bây giờ là tiếp tục thu thập thông tin về Sở Trần, hãy chờ đến thời cơ thích hợp, hoặc là không động thủ, động thủ liền phải khiến Sở Trần vạn kiếp bất phục. Trong mắt Diệp Thiếu Dương lóe lên một tia lạnh lẽo, cảm giác làm chủ được con át chủ bài khiến Diệp Thiếu Dương thêm phần tự tin. Mấy ngày nay Sở Trần vẫn đang tìm người khắp thành phố, tìm một cô gái tên là Dương Tiểu Can. Tiền Bộ Thiệu khẽ nhếch môi, tối hôm qua còn náo ra không ít động tĩnh, các anh có thể nhìn những bức ảnh này. Tiền Bộ Thiệu đã mang ra một bộ ảnh chụp, đó rõ ràng là những bức ảnh do người trong tòa nhà dân cư 5 tầng chụp vào đêm qua. Nhưng mà Sở Trần trong ảnh đã không còn nhìn thấy nữa, hẳn là chụp sau khi Sở Trần đã rời đi, lại thêm một vài tấm hình mờ ảo, đại khái cũng cho thấy hình ảnh Sở Trần bước ra khỏi tòa nhà. Chậc chậc, Tiền Thiếu tung ra những thông tin thật đáng tiền. Vinh Đông không khỏi cảm thán, anh tìm đâu ra thám tử tư có thể theo dõi đám người Sở Trần, mà lại còn không bị phát hiện. Đây là thứ mà dùng tiền cũng không mua được, Tiền Bộ Thiệu đắc ý nói, đó là do người bạn cũ của ông nội tôi giới thiệu. Nếu không phải vì điều tra Sở Trần, ông nội tôi đã không đồng ý để Điệp Ảnh giúp tôi thu thập tư liệu về Sở Trần rồi. Quan sát kỹ vào Sở Trần, thu thập tất cả mọi thứ về hắn ta, vào thời điểm then chốt, giáng cho hắn ta một đòn chí mạng. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói, đến trưa, mưa đã ngớt dần. Tại lối vào Tinh La Tiểu Điếm, Tống Thu ngồi trên chiếc ghế dài nhỏ, trên tay cầm một túi hạt dưa, dưới chân là một túi hạt dưa to, nhìn con phố cổ kính này. Con phố cổ này không có nhiều xe cộ qua lại, sau một trận mưa, con đường đá sỏi đổ nát, lầy lội, một số cửa hàng mở cửa buôn bán đều đã đóng cửa. Tống Thu nhìn xung quanh, không thể thấy gì qua bức màn mưa mờ ảo. Xem ra, thật sự là không thể đến sớm như vậy. Tống Thu đảm nhiệm người canh gác, cậu chủ động xin đi, đợi sự xuất hiện đám người Vu Thần Môn. Tống Thu thậm chí còn chuẩn bị sẵn hạt dưa để chờ. Cậu nhận biết được sự việc hôm nay. Biết mình không thể nhúng tay vào chuyện này, chỉ có thể thành thật làm người ăn dưa quan sát. Điện thoại di động của Tống Thu gọi đến. Sau khi trả lời điện thoại, Tống Thu có chút kinh ngạc, suy nghĩ xong liền bước vào Tinh La Tiểu Điểm, chị ba, anh rể. Sở Trần và Tống Nhan rất nhanh liền biết Trương Vận Quốc đã trở về. Trương đạo trưởng đã trở về. Đôi mắt Tống Nhan lao qua một tia phức tạp, nhìn về phía Sở Trần. 5 năm trước, chính Trương đạo trưởng đã bấm tay tính toán. Kết quả để cô cưới Sở Trần. 5 năm sau khi Trương đạo trưởng rời đi, Sở Trần vốn sẽ rời khỏi, nhưng một loạt chuyện đã phát sinh sau đêm sinh nhật của cô. Hôm nay, Trương đạo trưởng đã trở lại một lần nữa. Trong lòng Tống Nhan đối với Trương đạo trưởng có sự kính sợ. Trong 5 năm qua, cô đã được chứng kiến những thủ đoạn của Trương đạo trưởng, đặc biệt là tướng mệnh thuật, quả thực là vô cùng kỳ diệu. Ta có nghe nói. Vị Trương đạo trưởng đã rời Thiền Thành để tham gia khảo nghiệm nhập môn của Cửu Huyền Môn, không biết liệu Trương đạo trưởng có thành công hay không. Sở Trần tự nói, lấy thực lực của Trương đạo trưởng, môn phái nào sẽ không muốn có ông ấy. Tống Thu nói một cách tự nhiên, Trương đạo trưởng hiện tại hẳn là đệ tử của Cửu Huyền Môn. Mạc Phô Ưu ở một bên hiện lên vẻ ao ước, có thể trở thành đệ tử của Cửu Huyền Môn, e rằng ăn 5 chiếc bánh rán quả tử cũng không thể so sánh hạnh phúc được bằng đi. Tiểu Vô Ưu đặc biệt thích ăn bánh rán quả tử, tối nay trở về liền sẽ biết. Sở Trần nói, hắn không có tiếp tục khắc họa linh phù, kỳ môn thuật, bất kể là thủ đoạn gì, đều cực kỳ mệt mỏi, cũng tiêu hao hết năng lượng trong cơ thể. Hôm nay bất cứ lúc nào cũng có cường địch xuất hiện, nếu như chúng tới, Sở Trần đương nhiên phải luôn luôn duy trì trạng thái tốt nhất. Điều mà Sở Trần không biết là, theo suy nghĩ của Tiểu Vô Ưu, kỹ thuật linh phù của hắn đã ở một mức độ đáng sợ nhất định rồi. Ngày thường Tiểu Vô Ưu khắc họa 3 hoặc 5 cái linh phù phổ thông hạ phẩm, đều không thể tiếp tục, nhưng vừa rồi Tiểu Vô Ưu đã tận mắt chứng kiến Sở Trần soát khắc họa mấy cái linh phù, cũng không có bất kỳ áp lực nào. Thật đáng sợ, bữa trưa đã chuẩn bị xong, Tiểu Vô Ưu, em mau mang cơm ra cho Dương Tiểu Cần đi. Sở Trần nói, hướng một bên hô to, Tiểu Mặc, ăn cơm thôi. Ninh Tử Mặc đặt cuốn sách trên tay xuống. Mặc dù xem không hiểu nhưng anh ta có cảm giác mình không biết phải làm thế nào. Cuốn sách anh ấy đọc nói về những điều cơ bản của trận pháp, mà đối với Ninh Tử Mặc, nó giống như mở ra một thế giới mới. Sân bay Dương Thành, một chiếc máy bay hạ cánh. Không lâu sau, các hành khách bắt đầu xuống tàu.
Môn chủ Vu Thần Môn đã cởi bỏ mặt nạ thanh lang, với khuôn mặt đen lạnh lùng, đôi mắt của ông ta dường như không có nửa điểm linh động, trên thân ông ta tràn ngập một cỗ khí tức tĩnh mịch, dọc đoạn đường này, ngay cả khi tiếp viên hàng không đi ngang qua ông ta, đều vô ý thức đi nhanh mấy bước. Đối với một tiếp viên hàng không mà nói, đây chính là một quái nhân. Vu Thành trưởng lão đi theo Vu Thần Môn chủ rời khỏi sân bay. Môn chủ, tôi đã tra ra được địa chỉ chính xác của Tinh La tiểu điếm, tôi biết nó ở đâu. Một nụ cười quỷ dị đột nhiên xuất hiện trên khuôn mặt băng lãnh của môn chủ Vu Thần Môn, hắn hít sâu một hơi, mùi vị thật quen thuộc, ta đã cảm nhận được vị trí của huyễn thần cổ rồi. Cả hai lên xe, môn chủ Vu Thần Môn ngồi phía sau, nhắm mắt dưỡng thần. Nghe nói Sở Trần đối với Vu Thần Môn chúng ta vô cùng bất kính, trước khi đợi eo gặp bọn hắn, có hay không tặng bọn chúng một phan lễ vạt. Khóe miệng Vu Thần Môn chủ nhếch lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một quả chuông, đột nhiên trong miệng vang lên một chú ngữ quỷ dị, tiếng chuông cũng nhẹ nhàng vang lên. Tinh La tiểu điếm, tại bàn ăn, Mạc Vô Ưu gắp đồ ăn cho Dương Tiểu Can, Tiểu Cần tỷ tỷ, chị thích ăn gì, cứ việc nói ra, em sẽ gắp cho chị, tuyệt đối đừng khách sáo nha. Dương Tiểu Cần nhẹ gật đầu, đột nhiên, lông mày của Dương Tiểu Cần nhéo một cái. Mạc Vô Ưu vẫn một mực chú ý tới Dương Tiểu Cần, vội vàng hỏi, Tiểu Cần tỷ tỷ, là đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Dương Tiểu Cần lắc đầu, một lát sau, sắc mặt lập tức tái nhợt, lấy tay che bụng, vẻ mặt lộ ra đau đớn, đau quá. Tiểu Cần tỷ tỷ, Mạc Vô Ưu vội vàng đỡ Dương Tiểu Cần. Ninh Tử Mặc cũng vội vàng chạy nhanh tới, vẻ mặt vô cùng quan tâm, Tiểu Cần bị sao vậy? Ánh mắt Ninh Tử Mặc vô tình liếc nhìn khuôn mặt Dương Tiểu Cần, sắc mặt đột nhiên đại biến. Một tia sáng đỏ rực xẹt qua vết sẹo trên mặt Dương Tiểu Cần. Trên trán Dương Tiểu Cần đã toát ra mồ hôi lạnh, vô cùng thống khổ, không cách nào khống chế. Phát ra thanh âm thê thảm đau đớn. Anh rể, Tống Thu hét lên, anh mau tới đây. Sở Trần vừa ăn no xong, đang đi ra ngoài trò chuyện phiếm với Mạc Nhàn. Không đợi Tống Thu hẻ lên, Sở Trần cũng nhận ra sự kỳ lạ liền xông vào, vừa nhìn thấy Dương Tiểu Cần, sắc mặt Sở Trần đột nhiên biến đổi, là huyễn thần cổ. Huyễn thần cổ trong cơ thể cô ấy đã thức tỉnh, lời vừa dứt, khuôn mặt Ninh Tử Mặc tái mét. Anh ta nghe qua Sở Trần nói, thật may là chủ nhân của huyễn thần cổ không có ở đây, nếu không, chủ nhân của huyễn thần cổ có thể thao túng huyễn thần cổ bất cứ lúc nào, khống chế mọi thứ về Dương Tiểu Cần, kể cả tính mạng của cô. Một màn này có nghĩa là, chủ nhân của huyễn thần cổ, đến rồi. À, Dương Tiểu Cần hoàn toàn mất đi ý thức, đột nhiên đứng dậy, hét lên một cách điên cuồng, đột nhiên thoát khỏi Mạc Vô Ưu và Ninh Tử Mặc, đem cái bàn trước mặt lật ngược lên. Khống chế cô ấy lại. Sở Trần dứt khoát nói, Tiểu Mặc, ôm cô ấy lại, đi theo ta. Đây là Vu Thần Môn chủ muốn ra oai phủ đầu chúng ta. Sở Trần quay người, hắn cũng không nghĩ tới, hôm nay Vu Thần Môn chủ lại đích thân tới đây. Có vẻ như huyễn thần cổ này quan trọng hơn hắn tưởng. Mặc dù Ninh Tử Mặc hoảng sợ, nhưng lúc này anh ta biết rất rõ người duy nhất có thể cửu Dương Tiểu Cần trinh là Sở Trần. Hắn là võ giả tiên thiên, không khó để khống chế Dương Tiểu Cần. Nhưng sự điên cuồng cùng đau đớn của Dương Tiểu Cần lúc này khiến trái tim của Ninh Tử Mặc như muốn vỡ vụn ra. Ninh Tử Mặc ôm Dương Tiểu Cần, đi theo Sở Trần vào sân trong của Tinh La tiểu điếm, Tiểu Cần đừng sợ, không có chuyện gì, sẽ không sao đâu. Hai tay của Dương Hiểu Thần đột nhiên thoát ra, nguyên bản hai mắt phần đục lúc này có huyết sắc quang mang hiện lên, hai tay khóa chặt cổ họng Ninh Tử Mặc. Đưa cô ấy vào quang tâm trận. Giọng nói của Sở Trần giờ khắc này vang lên một cách quả quyết dứt khoái bên tai Ninh Tử Mặc. Ninh Tử Mặc không hề để ý đến cảm giác hít thở không thông truyền đến cổ, bản thân Dương Tiểu Cẩn chính là một quyền sư, sau khi bị huyễn thần cổ khống chế khí lực lại càng đặc biệt lớn, mặc dù Ninh Tử Mặc là võ giả tiên thiên, dưới tình huống không có chút phản kháng nào bị bóp cổ, cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng Ninh Tử Mặc không quan tâm, nếu như vậy có thể giảm bớt thống khổ của Dương Tiểu Cẩn. Như vậy, hắn nguyện ý bị bóp chết. Cơ hồ là dùng hết lực lượng, dùng hết tốc độ, xông về phía quan tâm trận. Ninh Tử Mặc hôm nay lần đầu tiên cảm nhận trận pháp, chính là ở trong quan tâm trận, cho nên hắn đối với quan tâm trận ôm rất nhiều chờ mong, hy vọng quan tâm trận có thể làm cho Dương Tiểu Cần bình tĩnh lại, không còn bị huyễn thần cổ tra tấn. Quan tâm trận chỉ là hạ phẩm trận pháp, nhưng huyễn thần cổ là bảo vật trấn môn của Vu Thần Môn. Mạc Vô Ưu chạy theo tới. Sắc mặt lo lắng, trong lòng không kiềm chế được lo lắng, phương pháp tốt nhất đối phó Vu Thần Cổ, chính là giết chết thi cổ giả, cứ như vậy, Vu Thần Cổ cũng sẽ tự động biến mất,
nhưng hiện tại đi đâu tìm môn chủ Vu Thần Môn? Cho dù tìm được môn chủ Vu Thần Môn, có thể giết chết hắn trước khi hắn sai huyễn thần cổ thương tổn Dương Tiểu Cẩn không? Sở Trần hỏi ngược lại một câu, Mạc Vô Ưu sắc mặt tái nhợt, đối với cô mà nói, cục diện trước mắt là không giải quyết được. Hạ phẩm trận pháp căn bản không khống chế được huyễn thần cổ. Đáng chết, tôi làm sao không nghĩ tới môn chủ Vu Thần Môn lại đột nhiên cũng tới. Mạc Vô Ưu nói, hắn nếu mà chậm một ngày, nói không chừng Sở Trần có thể diệt trừ huyễn thần cổ trên ngõ Y Tiểu Cẩn. Ngoại trừ giết thi cổ giả ra, trực tiếp động thủ với cổ vật, là biện pháp thứ hai, cũng là biện pháp Sở Trần chuẩn bị áp dụng. Nhưng bây giờ, sự việc xảy ra đột ngột, ánh mắt Mạc Vô Ưu theo bản năng nhìn về phía Sở Trần, thần sắc sửng sốt một chút, cô thế nhưng từ trong thần thái Sở Trần không cảm nhận được một chút căng thẳng. Anh không phải là cảm thấy quan tâm trận thật sự có thể chặt đứt liên hệ giữa huyễn thần cổ cùng môn chủ Vu Thần Môn chứ? Mạc Vô Ưu hỏi. Sở Trần nhìn chằm chằm Ninh Tử Mặc đã vọt vào quan tâm trận, sải bước đi lên, tự tin một chút, bỏ cảm thấy, đi. Mạc Vô Ưu cười khồ, vậy làm sao có thể chứ? Đó chính là huyễn thần cổ. Giới võ giả người người nghe thấy biến sắc, vô cùng kiêng kỵ cổ vật. Sở Trần dĩ nhiên muốn thông qua một tòa quan tâm trận đơn giản, chặt đứt liên hệ giữa huyễn thần cổ và môn chủ Vu Thần Môn. Vậy không khỏi cũng quá mức dị tường. Sở Trần, bùa thuật của anh quả thật có trình độ rất cao. Thế nhưng, anh đối với trận pháp không đặc biệt hiểu. Mạc Vô Ưu cảm thấy mình tuổi mình tuy còn nhỏ, tư lịch không lớn, nhưng vẫn cần phải nhắc nhở Sở Trần một chút. Sở Trần đã đi tới trước tế đài, nhìn thoáng qua hai người lúc này đang ở trong quan tâm trận, gắt gao bóp chặt về sau, mà Dương Tiểu Cẩn sau khi tiến vào quan tâm trận, biểu tình chẳng những không có thoải mái, ngược lại càng thêm thống khổ. Thật đáng sợ a, Tống Thu lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh như vậy. Cả người đều không khỏi nổi da gà, thế giới kỳ môn, cũng quá mức khủng bố. Tống Thu theo bản năng sờ bụng mình một chút, hắn hoài nghi trong bụng mình cũng có một con cổ kia thường xuyên gặp mặt. Xem ra, Sở Trần muốn cải tạo quan tâm trận, Mạc Nhàn lúc này cũng tới, thấy Sở Trần đi tới trước tế đài, cầm lấy tiểu mũ lôi phù, không khỏi thốt ra. Ánh mắt Mạc Vô Ưu cũng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Trần. Sở Trần cầm lấy mấy tiểu mũ lôi phù, sải bước xông lên. Phân chia đặt tiểu ngũ lôi phù ở trong các chỗ mắt trận trong quan tâm trận. Mở, Sở Trần liên tục thả mấy linh phù, trong nháy mắt, vùng ven quan tâm trận xuất hiện ánh sáng màu vàng nhạt. Đây là, trong mắt Mạc Vô Ưu đều sắp lồi ra, vầng sáng màu vàng nhạt, đây là biểu tượng của thượng phẩm trận pháp A. Trợn mắt há hốc mồm, Mạc Vô Ưu không thể tin và ớ mắt mình, cô tận mắt chứng kiến một tòa hạ phẩm trận pháp, sau khi Sở Trần gia nhập vài cái linh phù thay đổi kết cấu. Lột xác thành thượng phẩm trận pháp. Sở Trần ở thời điểm bố trí quan tâm trận, Mạc Vô Ưu còn đang cảm thán không biết khi nào có cơ hội nhìn thấy thọm phẩm trận pháp, không nghĩ tới nhanh như vậy Sở Trần liền giúp cô thực hiện nguyện vọng. Giờ phút này xung quanh quan tâm trận lóe ra sấm sét màu tím, cùng vầng sáng màu vàng giao nhau rực rỡ. Ninh Tử Mặc vốn cảm giác mình sắp hít thở không thông, sức lực trên cổ đột nhiên dần dần yếu bớt, hào quang màu đỏ tươi trên vết sẹo trên khuôn mặt Dương Tiểu Cẩn cũng mất đi vào lúc này. Xin lỗi, thanh âm Dương Tiểu Cẩn có chút suy yếu. Tiểu Cẩn, bây giờ em cảm thấy thế nào? Ninh Tử Mặc vội vàng hỏi. Dương Tiểu Cẩn buông tay ra, đã không còn đau nữa. Vậy tốt quá rồi, quan tâm trận quả nhiên có tác dụng. Ninh Tử Mặc kích động, may mắn có Sở Thúc ở đây. Ninh Tử Mặc không chú ý tới, quan tâm trận bây giờ không giống với quan tâm trận mà hắn lần đầu trải nghiệm. Hắn trong mắt đều là Dương Tiểu Can, đừng nói là thượng phẩm trận pháp. Cho dù là thượng phẩm, cũng không ngăn cản được Ninh Tử Mặc nhìn Dương Tiểu Cẩn. Tiểu Cẩn, cô ở trong trận pháp, tuyệt đối không được đi ra ngoài. Ninh Tử Mặc đã nghe thấy tiếng hét của Sở Trần. Sau khi trấn an Dương Tiểu Cẩn, Ninh Tử Mặc đi ra khỏi quan tâm trận. Ninh Tử Mặc thần sắc âm trầm, đôi mắt lửa giận bắt đầu khởi động, thanh âm cực lạnh, có phải môn chủ Vu Thần Môn tới hay không? Vị trí của hắn chúng ta không biết, nhưng vị trí của chúng ta hắn chắc chắn biết. Sở Trần nói, có thể khu động huyễn thần cổ, chứng tỏ hắn cách chỗ chúng ta sẽ không xa lắm, có lẽ là vừa xuống xe hoặc là vừa xuống máy bay, hắn là khẩn cấp muốn áp đảo tinh thần chúng ta. Nếu như không có quan tâm trận, vừa rồi sẽ như thế nào? Ninh Tử Mặc hỏi, nếu môn chủ Vu Thần Môn chủ yếu buông tha cho vật chủ huyễn thần cổ của mình, như vậy, trong vòng 10 phút, nội tạng Dương Tiểu Cẩn sẽ bị dây huyễn thần cổ nuốt chừng. Lời nói của Sở Trần. Trong lòng Ninh Tử Mặc sinh ra hàn ý nồng đậm. Nhưng bây giờ, hắn lo lắng hơn chúng ta.
Sở Trần mỉm cười, quan tâm trận đã cắt đứt liên hệ giữa môn chủ Vu Thần Môn cùng Huyễn Thần Cổ, hắn khẳng định khẩn cấp muốn chạy tới xem kết quả. Nắm giám của Ninh Tử Mặc nắm chặt, nhìn thoáng qua Dương Tiểu Cẩn khoanh chân ngồi trong tâm trận. Dù là ai, đừng bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương cô ấy. Tối hôm qua Vu Tân trưởng lão nói, người tới là trưởng lão Vu Thần Môn, kết quả người tới là môn chủ Vu Thần Môn, vậy, nhất định còn có một vị trưởng lão đi theo, hơn nữa còn là tiên thiên cảnh. Sở Trần nhìn Ninh Tử Mặc một chút, lại liếc nhìn Kiều Thương Sinh, chúng ta có hai võ giả tiên thiên, hiện tại, chúng ta có thể làm được, chính là đợi bọn họ đến. Sau đó, phân cao thấp, xe taxi ở trên đường cao tốc chạy như điên, hai tròng vốn mắt khẽ nhắm lấy, chuông rung động trong lúc bất chợt môn chủ Vu Thần Môn lần nữa mở mắt ra, thần sắc toát ra không thể tin tưởng, làm sao có thể. Không thể, sẽ không, tuyệt đối không thể, môn chủ Vu Thần Môn giống như điên cuồng vậy. Còn người toát ra vẻ không thể tin. Hắn chưa từng có gặp qua tình huống như vậy, Huyễn Thần Cổ rõ ràng đã ở trong phạm vi khống chế của hắn, đồng thời dưới tình huống đã bị hắn tỉnh lại thao túng, đột nhiên giống như đá chìm đáy biển, đã không có một chút động tĩnh. Hay là ở quán nhỏ Tinh La, lại có người có thể chặt đứt liên hệ giữa Huyễn Thần Cổ cùng hắn. Môn chủ Vu Thần Môn rất nhanh cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Tầm mắt ở chỗ sâu lao qua một đạo kiêng kỵ. Hắn trong lúc bất chợt trong đáy lòng đối với quán nhỏ Tinh La âm thầm có loại cảm giác sợ hãi. Có thể chặt đứt liên hệ giữa hắn và Huyễn Thần Cổ, tuyệt đối là siêu cấp lớn của giới võ giả, mới có thể làm được. Môn chủ, Vu Thanh trưởng lão nhận thấy được sự khác thường của môn chủ Vu Thần Môn, nhịn không được hỏi một tiếng. Môn chủ Vu Thần Môn trầm mặt, ta không cảm nhận được sự tồn tại của Huyễn Thần Cổ. Cái gì, Vu Thanh trưởng lão khuôn mặt kinh hãi đại chấn. Toát ra khó có thể tin được, làm sao có thể. Huyễn Thần Cổ, là bảo vật trấn môn của Vu Thần Môn, là tín ngưỡng trong lòng đệ tử Vu Thần Môn. Chợt nghe thấy liên hệ giữa môn chủ Vu Thần Môn và Huyễn Thần Cổ bị chặt đứt, Vu Thanh trưởng lão tự nhiên không có cách nào tiếp nhận. Môn chủ Vu Thần Môn nói chuyện trong lòng kiêng kỵ ra, Vu Thanh trưởng lão thần sắc càng thêm ngưng trọng. Sở Trần cả gan dám buông lời tàn nhẫn, để cho chúng ta đến quán nhỏ Tinh La tìm, khẳng định là hắn có sức mạnh. Vu Thanh trưởng lão càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng có một trận sợ hãi, trán toát ra mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, có thể chặt đứt liên lạc giữa Huyễn Thần Cổ và môn chủ, thực lực đến tột cùng có khủng bố cỡ nào. Hít, Vu Thanh trông lão hít một hơi khí lạnh, trong lòng chấn động, quán nhỏ Tinh La có cao nhân chấn thủ. Nhất định là vậy, Vu Thần môn chủ nhíu mày. Vậy quá đáng sợ rồi. Thật lâu sau, Vu Thanh trưởng lão nhìn không được hỏi, môn chủ, chúng ta hiện tại làm như thế nào? Một khắc ta khống chế Huyễn Thần Cổ cũng đã tương đương với nói cho bọn họ biết, ta tới rồi. Môn chủ Vu Thần Môn trầm giọng nói, nhưng bọn họ vẫn có phương pháp ứng đối. Nếu như chúng ta tùy tiện xông qua như vậy, chỉ sợ chính giữa cái bẫy của đối phương. Môn chủ anh minh, Vu Thanh trưởng lão nói, tôi đề nghị trước tiên tìm một chỗ ở, sau đó nghĩ biện pháp thăm dò một chút tình hình của quán nhỏ Tinh La, sau đó bàn bạc kỹ hơn. Môn chủ Vu Thần Môn gật đầu, làm theo lời ngươi nói đi. Vu Thanh trưởng lão trong lòng âm thầm vui mừng, may mắn môn chủ sớm thăm dò, nếu không, bọn họ xông qua như vậy, chỉ sự là tự chui đầu vào lưới. Nhưng, Huyễn Thần Cổ tuyệt đối không thể vứt bỏ. Môn chủ Vu Thần Môn nói, Vu Thanh, đêm nay, người thăm dò quán nhỏ Tinh La một chút. Vu Thanh trưởng lão sắc mặt biến ảo một chút, có chút trắng bệch, tay chân đều thoáng cái lạnh như băng. Đây là để cho hắn chọn đèn lồng trên nhà vệ sinh sao? Một lúc lâu sau, cũng chỉ có thể nhận mệnh gật đầu. Huyễn Thần Cổ đối với môn chủ, đối với tầm quan trọng của Vu Thần Môn mà nói Vu Thanh trưởng lão rất rõ, hiện giờ người của Vu Thần Môn toàn bộ ở Thiền Thành, người có thể dạ thám quán nhỏ Tinh La chỉ có hai người, một là hắn, một là môn chủ. Đây là một câu hỏi cho điểm, Vu Thanh trưởng lão có thể rất dễ dàng lựa chọn ra đáp án thật sự. Mưa tạnh rồi, trước quán nhỏ Tinh La, dưa hấu dưới chân Tống Thu đã bổ ra, tay cầm một miếng dưa hấu. Sau khi cắn một miếng, ngẩng đầu nhìn phố cổ trống rỗng xa xa. Tống Thu tưởng tượng ra một bức tranh, cuối làng, môn chủ Vu Thần Môn hắc bào phiêu phiêu, chân đạp đường đá lầy lội, khí thế hoàng hùng đi tới. Trò hay lập tức bắt đầu, Tống Thu đại khái trong lòng tính toán một chút, cho dù đối phương từ sân bay tới, một tiếng rưỡi, cũng đủ để chạy tới quán nhỏ Tinh La. Nhất là sau khi nhìn thấy Sở Trần lợi dụng quan tâm trận cùng môn chủ Vu Thần Môn cách không đánh cược. Tống Thu trong lòng đối với chiến đấu sắp tới càng thêm chờ mong. Hừ,
dám nên đâu với anh dê, quả thực chính là muốn chết a. Tống Thu sớm đã là fan não tàn của Sở Trần, cho dù người tới là chí tôn giới võ giả, Tống Thu cũng sẽ cảm thấy, đây chính là mấy tiểu nhân máy móc, đến tặng đầu người cho anh rể. Vì vậy, hắn mạnh dạn ăn dưa. Một giờ trôi qua, trước quán nhỏ Tinh La, trên đất là vỏ dưa hấu. Tống Thu mong mỏi chờ mong, sắp thành hòn vọng phu. Nhưng con phố cổ này, ngay cả một bóng ma cũng không xuất hiện qua. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tống Thu vẻ mặt đều là dấu. Chấm hỏi, khoảng cách anh rể dùng quan tâm trận chặt đứt liên hệ giữa huyễn thần cổ cùng với môn chủ Vu Thần Môn đã qua hơn 2 giờ. Môn chủ Vu Thần Môn còn chưa tới. Chẳng lẽ là kẹt xe? Tống Thu tự nhủ, bên trong quán nhỏ, hương trà tỏa ra bốn phía. Mấy người đang uống trà. Ninh Tử Mạc ở trong tiểu viện cùng Dương Tiểu Cẩn. Mạc Vô Ưu có chút ngồi không yên, thỉnh thoảng đi ra ngoài cùng Tống Thu tán gẫu vài câu, thuận tiện xem tình hình mới nhất một chút. Không phải là sau khi chặt đứt liên lạc giữa huyễn thần cổ và môn chủ Vu Thần Môn, môn chủ Vu Thần Môn tim không thấy quán nhỏ Tinh La ở đâu chứ? Mạc Vô Ưu nhìn không được suy đoán. Sở Trần nhíu mày, sớm biết tối hôm qua gửi định vị cho bọn họ. Tống Nhan, không có khả năng là tim không được quán nhỏ Tình La. Cuối cùng cũng có một chút bình thường nói chuyện, Mạc Nhan mở miệng, nhất định là có nguyên nhân khác. Không vội, nên đến nhất định sẽ đến. Sở Trần cầm lấy chén trà, thưởng thức một ngụm, tôi cũng không tin, môn chủ Vu Thần Môn có thể buông tha huyễn thần cổ. Tất cả mọi người đồng ý gật đầu, một giờ nữa trôi qua. Sở Trần liếc mắt NSLN trà trong chén, bụng có chút phồng lên. Môn chủ Vu Thần Môn ở trong rừng sâu núi rừng đã lâu, lạc đường rồi sao? Sở Trần đều nhìn không được suy đoán, biết rõ huyễn thần cổ rơi vào trong tay Sở Trần, ngay cả liên lạc cũng bị chặt đứt, môn chủ Vu Thần Môn thế nhưng tuyệt đối không sốt ruột. Mẹ vừa gọi điện thoại, thúc giục chúng ta chuẩn bị về nhà ăn tối. Tống Nhan nói, tôi có một suy đoán, Kiều Thương Sinh đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Thần sắc trở nên có chút quái dị nhìn Sở Trần. Kiều trưởng lão nói đi. Sở Trần lập tức nói. Trong giới võ giả, người có thể dễ dàng chặt đứt liên lạc giữa cổ vật và chủ nhân, kỳ thật không nhiều lắm, càng đừng nói đến huyễn thần cổ trấn môn chi bảo của môn chủ Vu Thần Môn. Kiều Thương Sinh thật cẩn thận nói, môn chủ Vu Thần Môn căn bản không biết là người nào, thông qua thủ đoạn gì chặt đứt liên hệ giữa hắn và Vu Thần Cổ, tự nhiên, sẽ sinh ra kiêng kỵ. Khóe miệng Sở Trần nhẹ nhàng co rút, chẳng lẽ là tôi dọa hắn? Tất cả mọi người cũng đều sửng sốt. Bọn họ vẫn nghĩ chính là, Sở Trần chặt đứt liên hệ giữa huyễn thần cổ và môn chủ Vu Thần Môn, sẽ làm môn chủ Vu Thần Môn giận tím mặt, sau đó tới cửa hương sư vấn tội, đại khai sát giới. Không nghĩ tới, môn chủ Vu Thần Môn lại trực tiếp bị dọa đến y không dám tới. Y quả thực đã sợ hãi đến cảnh giới nhất định. Đây, Sở Trần có chút không còn gì để nói. Lần này tựa hồ có chút dùng sức quá mạnh. Cũng không thể tìm được môn chủ Vu Thần Môn, cùng hắn giải thích rõ ràng, không cần sợ hãi, không cần kiêng kỵ, chặt đứt liên lạc giữa ngươi và huyễn thần cổ, chỉ là một tên còn chưa bước vào tiên thiên. Sở Trần không tin, đợi thêm một giờ nữa. 5 giờ chiều, không có chút động tĩnh nào. Đúng thật rồi, môn chủ Vu Thần Môn trải qua một hồi cách không đánh cuộc, suy nghĩ cực kỳ sợ hãi, lâm trận rút lui. Có lẽ đây chính là gen tốt của môn chủ Vu Thần Môn. Tiếng chuông điện thoại di động của Sở Trần đột nhiên vang lên, cầm lấy nhìn một cái, còn chưa nghe đứa nói với Tống Nhan nói, mẹ gọi em về nhà ăn cơm. Đúng là điện thoại của Tô Nguyệt Nhàn, cũng đúng là gọi bọn họ về nhà ăn cơm. Dù sao yến tiệc gia đình tối nay cũng có ý tứ đón gió tẩy tràn cho Trương Đạo Trường. Trương Đạo Trường đối với Tống gia có ân lớn, thế nhưng, môn chủ Vu Thần Môn còn chưa xuất hiện, bọn họ hiện tại trở về. Vạn nhất môn chủ Vu Thần Môn chờ bọn họ rời đi sau đó lại đến tập kích, đó là vô trách nhiệm với sinh mệnh người trong quản nhỏ Tinh La. Chờ một chút nữa đi. Sở Trần cau mày, thiên tính vạn tính, ngược lại thật đúng là không tính được, môn chủ Vu Thần Môn dĩ nhiên sẽ nhận ra. Tốt xấu gì cũng là người đứng đầu môn. Trước quán nhỏ Tinh La, dưa hấu Tống Thu ăn xong, hạt dưa cũng cắn xong, còn chạy ra ngoài mua mấy chai nước giải khát, thủy chung không đợi được môn chủ Vu Thần Môn đến. Phi, môn chủ Vu Thần Môn cái gì, ngay cả lộ diện cũng không dám. Tống Thu đứng lên, vừa chuẩn bị xoay người trở về phòng, lúc này, cuối làng, đột nhiên xuất hiện một cái bóng, Tống Thu trong lòng rùng mình, thắt lưng theo bản năng đứng thẳng lên, ánh mắt như ngọn đuốc, nhìn chằm chằm phía trước. Cái bóng dần dần đến gần, ánh mắt Tống Thu tập trung vào người tới, một lão giả râu bạc trắng, lôi thôi lếch thếch,
quần áo lôi thôi, hai mắt lại lấp lánh hữu thần, còn ở xa xa ánh mắt liền cùng Tống Thu nhìn nhau. Hai chân của hắn rất có sức lực, một cước đạp xe ba bánh. Tống Thu thần sắc lẫm liệt, hắn nghĩ ra một từ, mơ hồ trong thành phố. Không nghĩ tới, môn chủ Vu Thần Môn lại ẩn giấu sâu như vậy. Khi lão giả râu bạc trắng tới gần, Tống Thu cũng không sợ, mình cũng không thể làm yếu uy phong của anh rể. Tống Thu thăm dò hỏi, môn chủ Vu Thần Môn. Lão giả râu bạc trắng chăm chú nhìn Tống Thu, một lát sau, giơ tay chỉ một cái chai này còn cần không? Tống Thu ngẩn người, theo bản năng lắc đầu. Lão nhân xuống xe, nhặt cải chai giống trên mặt đất lên, sau đó xoay ngò y lên xe, lúc xe dần dần đi xa, còn có một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, người trẻ tuổi bây giờ, có tật xấu à? Tống Thu mặt tối sầm lại, 6 giờ tối. Tống Thu dọn sạch rác ở cửa, xoay người trở về quán nhỏ. Chị, anh rể, điện thoại của mẹ lại gọi tới. Tống Thu nói, chúng ta trở về ăn cơm trước đi. Con người Tống Nhan nhìn về phía Sở Trần. Sở Trần trầm ngâm, một lát sau, nghiêm mặt mở miệng nói, môn chủ Vu Thần Môn tùy thời có thể đến, thời điểm mấu chốt như vậy, tôi làm sao có thể rời khỏi quán nhỏ Tinh La. Tống Thu cũng có chút đồng ý gật đầu. Thật ra, anh đi cũng không sao. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Mạc Vô Ưu nói, môn chủ Vu Thần Môn là võ giả cấp bậc thiên thiên, cho dù hắn tới, anh cũng là xem náo nhiệt, nơi này có Kiều Tiền Bối cùng Ninh Tử Mặc, cũng đã đủ rồi. Sở Trần, hình như cũng là chuyện nội bộ. Đây là chiến đấu giữa võ giả tiên thiên A. Khụ khụ, Sở Trần ho khan hai tiếng, đứng lên, tôi ngược lại nhất thời quên. Vậy, chúng ta về ăn cơm trước đi, Tiểu Vô Ưu, nếu có người đến, cô phải thông báo cho tôi trước. Mạc Vô Ưu gật đầu đồng ý. Trên đường trở về, Tống Thu còn đang nói lẩm bẩm, khinh bỉ môn chủ Vu Thần Môn, còn không bằng một người nhặt rác. Càng như vậy, môn chủ Vu Thần Môn này càng nguy hiểm. Con người Tống Nhan có vài phần lo lắng, hắn một ngày không xuất hiện, ở trong bóng tối, mà quán nhỏ Tinh La ở chỗ sáng, tùy thời có thể bị đánh lén. Đó là điều anh lo lắng. Sở Trần trầm giọng nói, hơn nữa, hiệu quả quan tâm trận chỉ có thể kéo dài đến rạng sáng nay, một khi hiệu quả của quan tâm trận mất đi, môn chủ Vu Thần Môn sẽ trọng đoạt khống chế huyễn thần cổ, đến lúc đó, Dương Tiểu Cẩn sẽ nguy hiểm. Vừa dứt lời, hai chị em Tống Nhan đều chấn động. Sao vừa rồi anh ở quán nhỏ Tinh La không nói? Tống Nhan hỏi, Sở Trần trả lời, anh dự định ăn no rồi nói sau. Tống Nhan Tống Thu, anh rể có thể bố trí quan tâm trận sao? Tống Thu hỏi, trong vòng một ngày liên tục bố trí hai thượng phẩm trận pháp, có chút hao tổn nguyên khí. Sở Trần nói, quan trọng hơn là, có số tài liệu, hôm nay tôi đều dùng hết hàng tồn kho trong quán nhỏ Tinh La, nhất thời trong chốc lát, ở Thiện Thành chỉ sợ cũng tìm không được những tài liệu này. Ngoại trừ Tinh La Môn, Sở Trần còn chưa từng thấy qua kỳ môn môn phái nào xuất hiện ở Thiền Thành. Bất kể là Vu Thần Môn hay là Hạc Hồn Sơn, đều là thế lực kỳ môn ngoại lai, ẩn núp trong Thiền Thành. Vậy phải làm sao bây giờ? Tống Nhan nghĩ đến thống khổ hôm nay của Dương Tiểu Cẩn, trong lòng nhìn không được thắt chặt, Sở Trần, anh nhất định phải nghĩ cách cứu Dương Tiểu Cẩn. Về trước đã, gặp Trương Đạo Trưởng, trong lòng Sở Trần xóm đã có tính toán. Trong trí nhớ của anh tuy rằng cũng có Trương Đạo Trưởng, nhưng trạng thái lúc trước, anh cũng không cảm nhận được thực lực của Trương Đạo Trưởng, cách tốt nhất, chính là trước rạng sáng nay, phá huyễn thần cổ. Nói như vậy, thời gian cũng có chút vội vàng, Tiểu Vô Ưu chỉ sợ không có cách nào trợ giúp anh cần mượn một chút sức mạnh của Trương Đạo Trưởng. Trương Đạo Trưởng quả thật có bản lĩnh rất lớn, nhưng mà Tống Thu cau mày, trầm giọng nói, Trương Đạo Trưởng cũng không phải người dễ nói chuyện a, hắn ở nhà chúng ta 5 năm qua. Chỉ có chuyện trực tiếp liên quan đến lợi ích gia tộc chúng ta, mới có thể ra tay tương trợ, về phần một số chuyện riêng tư của chúng ta, hắn chưa bao giờ để ý tới. Mặc kệ như thế nào, cầu cũng phải cầu Trương Đạo Trưởng một chút. Tống Thu lại cắn răng bổ sung một câu, xe từ từ chạy vào con đường nhỏ trước biệt thự Tống gia. Mấy người Sở Trần xuống xe, trong đại sảnh, Tô Nguyệt Nhàn một mực ngóng trông, sau khi nhìn thấy xe cuối cùng nở nụ cười. Trương Đạo Trưởng. Họ đã trở về rồi. Trương Vận Quốc lập tức đứng lên, quay đầu lại nhìn qua. Trong lúc chờ đợi đám người Sở Trần trở về, Trương Vận Quốc bi thương phát hiện, không chỉ có vợ chồng Tống Trường Thanh cùng Tống Tà Dương, chính là mệnh cách của chị dâu Tường phụ trách hầu hạ Sở Trần Tổng Nhan, hắn cũng nhìn không thấu. Đi ra ngoài một chuyến trở lại, thế giới dường như thay đổi. Điều này làm nội tâm Trương Vận Quốc vô cùng buồn bã. Mình thật sự lùi bước rõ ràng như vậy sao? Vẫn là hôm nay mới nhận ra.
mình kém đến hoài nghi cuộc đời. Trương đạo trưởng, Tống Thu nhiệt tình sải bước đi vào. Trương Vận Quốc nhìn thoáng qua Tống Thu, âm thầm bấm ngón tay tính toán, sau đó thở dài một hơi. Quả nhiên là như thế. Nhìn không thấu, Trương đạo trưởng, đã lâu lắm rồi ông không tính cho tôi. Tống Thu biết Trương Vận Quốc am hiểu bói toán, khẩn cấp làm quen, cười hì hì nói, Trương đạo trưởng tính toán cho tôi, gần đây tôi có tài vận hay không? Trương Vận Quốc mặt tối sầm lại biết hắn kém, còn tới chào phúng một đợt. Trương Vận Quốc đột nhiên nhìn Tống Thu cảm thấy không vừa mắt. Tống Thu không hề nhận ra mình sau này sẽ bởi vì những lời này mà trả giá thảm thiết cỡ nào. Hắn còn đang tràn đầy chờ mong nhìn Trương Vận Quốc. Trương Vận Quốc trực tiếp coi thường lời Tống Thu, nhìn thoáng qua Tống Nhan, tiếp tục coi thường, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Sở Trần. Trong lòng Trương Vận Quốc, Thủy Chung không có cách nào tiếp nhận sự thật mình trở nên kém. Hắn cảm thấy nguyên nhân chủ yếu nhất khẳng định là xuất hiện trên người Sở Trần. Ánh mắt Trương Vận Quốc nhìn về phía Sở Trần cũng vừa lúc nhìn về phía hắn. Không đợi Trương Vận Quốc mở miệng, Sở Trần liền nhẹ nhàng cười, xem ra, Trương đạo trưởng lần này xuất hành, không được như ý muốn a. Dứt lời, mấy người Tống gia đều lấy làm kinh hãi. Trương Vận Quốc bối rối. Hắn còn chưa ở trên người Sở Trần nhìn ra cái gì, Sở Trần lại thông qua tướng mạo của hắn tính ra khí vận của hắn. Một lát sau, Trương Vận Quốc phục hồi tinh thần, cố gắng giữ bình tĩnh, lại nhìn thoáng qua Sở Trần. Mọi người đều trở về, chúng ta ăn trước đi. Tô Nguyệt Nhàn lúc này mở miệng nói. Trên bàn ăn, mấy người Tống gia cùng Trương Vận Quốc kể chuyện xảy ra ở Thiền Thành trong khoảng thời gian này. Kỳ thật, cũng không cần chúng ta nói, Trương đạo trưởng sớm tính được. Tống Thu nắm lấy cơ hội, cười hì hì vỗ cái nịnh bợ, còn nhớ rõ 5 năm qua, Trương Trần nhìn ra cái gì eo, Sở Trần lại thông qua tướng mạo của hắn tính ra khí vận của hắn. Một lát sau, Trương Vận Quốc phục hồi tinh thần, cố gắng giữ bình tĩnh, lại nhìn thoáng qua Sở Trần. Mọi người đều trở về, chúng ta ăn trước đi. Tô Nguyệt Nhàn lúc này mở miệng nói. Trên bàn ăn, mấy người Tống gia cùng Trương Vận Quốc kể chuyện xảy ra ở Thiền Thành trong khoảng thời gian này. Kỳ thật, cũng không cần chúng ta nói, Trương đạo trưởng sớm tính được. Tống Thu nắm lấy cơ hội, cười hì hì vỗ cái nịnh bợ, còn nhớ rõ 5 năm qua, Trương đạo trưởng tính toán không bỏ sót, bày mưu tính kế, nhiều lần cứu Tống gia chúng ta trong nước sôi lửa bỏng. Ghi thù cộng một, Trương Vận Quốc trầm mặc. Tống Trường Thanh có chút ngoài ý muốn nhìn Tống Thu một chút, tiểu tử này bình thường cũng không có nhiều lời như vậy, chẳng lẽ là có việc cầu xin Trương đạo trưởng. Trương đạo trưởng, lúc này, Sở Trần mở miệng, hôm nay tôi phải xử lý một số việc, sau khi ăn xong phải đi ra ngoài một chuyến, không biết Trương đạo trưởng có hứng thú cùng đi hay không, giúp một việc. Tống Thu lập tức nín thở, căng thẳng lên, Trương đạo trưởng cũng không phải là người dễ nói như vậy a. Tuy rằng mình tỉnh bơ vỗ cho hắn hai cái nịnh bợ, nhưng cũng chưa chắc có thể phát huy hiệu quả rõ ràng. Không vấn đề, Trương Vận Quốc gật gật đầu. Không chỉ có Tống Thu, những người còn lại của Tống gia cũng đều trợn tròn mắt. Trương đạo trưởng ngay cả hỏi cũng không hỏi một chút là chuyện gì, trực tiếp đáp ứng Sở Trần. Điều này không phù hợp với thiết lập của Trương đạo trưởng. Tống Thu nổi lên không ít nghĩ sẵn trong đầu, dùng để cầu Trương đạo trưởng hỗ trợ, nhưng lúc này cũng không dùng được. Sở Trần mỉm cười, vậy cảm ơn Trương đạo trưởng. Sau bữa tối, đám người Sở Trần không ở nhà lâu, trực tiếp ở chỗ này tới quán nhỏ Tinh La. Dọc theo đường đi, Trương đạo y trưởng mấy lần muốn mở miệng, hiểu rõ một chút tình huống về Sở Trần, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Khi xe rẽ vào phố cổ, Trương đạo trưởng cuối cùng mở miệng, nghi hoặc nói, nơi chúng ta phải đến, không phải là quán nhỏ Tinh La chứ. Trương Vận Quốc ở Thiền Thành Năm Nảm, cùng là người trong kỳ môn, đầm mờ gờ nhiên đã tiếp xúc với quán nhỏ Tinh La. Đúng vậy, Tống Thu nói, Trương đạo trưởng hẳn là đã nghe nói qua Vu Thần Môn chứ. Trương Vận Quốc giật mình, vị quán nhỏ Tinh La kia trêu chọc Vu Thần Môn. Chúng tôi cùng môn chủ Vu Thần Môn ước chiến ở quán nhỏ Tinh La. Tống Thu hảng hái, hào khí ngút trời, Trương đạo trưởng, ông biết mòn chủ Vu Thần Môn không? Có thể xuống xe trước không? Trương Vận Quốc thốt lên, Tống Thu nghi hoặc cái gì? Không sao, không biết. Trương Vận Quốc không có phản ứng với Tống Thu nữa. Mà là hỏi Sở Trần, cậu muốn tôi giúp cậu cùng nhau đối phó môn chủ Vu Thần Môn. Sở Trần tựa hồ nghe thấy một ý tứ khác của Trương Vận Quốc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 21.